Các bạn đang nghe truyện Trận Vấn Trường Sinh trên kênh TvAudiocv. Chương 333, Sinh biến. Bên ngoài một sào huyệt nhị phẩm yêu thú âm trầm u thúy, Mặc Họa ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại, phóng thần thức đến cực hạn, cảm giác dấu vết linh lực trong sào huyệt. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Mặc Họa mở mắt ra, lắc đầu, không có. Mấy tu sĩ trúc cơ vây quanh Mặc Họa, dựa theo vị trí trên địa đồ, đi đến sào huyệt yêu thú kế tiếp. Sau khi tìm kiếm mấy sào huyệt, Trương Lan rốt cuộc không nhịn được nữa, hắn hạ thấp giọng, lặng lẽ hỏi Dương thống lĩnh, làm sao hắn biết được, Trương Lan cũng đi theo. Hắn tuy là tu sĩ luyện khí, nhưng dù sao cũng là điển ti đạo đình ti, hơn nữa xuất thân thế gia, cho dù gặp được nhị phẩm yêu thú, cũng ít nhiều có chút thủ đoạn tự vệ, liền cũng cùng đi theo. Còn có thể làm sao nhìn ra? Dương thống lĩnh cũng nhỏ giọng nói, đương nhiên là dùng thần thức. Nói nhảm, chuyện này còn cần ngươi nói sao? Trương Lan không vui nói, ta hỏi thần thức làm sao có thể nhìn ra dấu vết trận pháp, thần thức đủ mạnh là được. Làm sao để gọi là đủ mạnh, trúc cơ thôi, đứa nhỏ này không phải đã có thần thức trúc cơ rồi sao, ngươi cũng là thần thức trúc cơ, ngươi có thể nhìn ra. Trương Lan nghi ngờ. Đó là đương nhiên, Dương thống lĩnh chột dạ nói. Trương Lan liếc hắn, nói dối cả đời này phải lưu manh. Dương thống lĩnh ngây ngẩn cả người, nhịn không được nói, oán ma thật độc. Lời ác độc như vậy cũng nói ra được, ngươi thật sự có thể nhìn ra. Trương Lan lại hỏi một lần nữa. Dương thống lĩnh ở trong lòng cân nhắc thật lâu, cảm thấy so sánh với chung thân đại sự, chút mặt mũi nhỏ này ở trước mặt Trương Lan, thật sự là không đáng giá nhắc tới. Dương thống lĩnh liền chi tiết nói, nhìn không ra. Trương Lan khinh bỉ nhìn Dương thống lĩnh. Dương thống lĩnh cũng vẫn lấy ánh mắt khinh bỉ, ngươi chẳng phải cũng nhìn không ra. Ta là luyện khí, nhìn không ra là bình thường, ngươi là trúc cơ, nhìn không ra thì mất mặt. Trương Lan đúng lý hợp tình nói. Chỉ là luyện khí, không cho là nhục, ngược lại còn cho là vinh quang. Được lắm Trương Lan ngươi, thật là không biết xấu hổ. Dương thống lĩnh ghét bỏ nói. Loại trào phúng này đối với Trương Lan đã không có bất kỳ lực sát thương nào. Trương Lan thần thái tự nhiên, bỗng nhiên nghi ngờ nói, không phải bởi vì thần thức, vậy còn có thể là bởi vì cái gì? Dương thống lĩnh cũng vuốt cằm, suy tư một lát, chậm rãi nói, bởi vì Mặc Họa là trận sư, bởi vì là trận sư, quanh năm giao tiếp cùng trận pháp, mỗi ngày vẽ trận văn, cho nên thần thức có thể cảm giác được dấu vết trận pháp, cũng rất bình thường. Trương Lan khẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy có chút đạo lý. Nhưng mà, bản thân Dương thống lĩnh lại nghi ngờ nói, những trận sư khác, thật sự có thể cảm giác được sao? Đây chính là sào huyệt của yêu thú, bên trong yêu khí ngút trời, các loại huyết khí cùng yêu lực hỗn tạp đủ để che giấu hết thảy khí tức linh lực. Lấy thần thức trúc cơ kỳ của hắn, đều không thể phân biệt trong sào huyệt có cái gì. Trận sư khác cho dù mạnh hơn hắn chút ít, nhưng cũng không đến mức sẽ mạnh hơn quá nhiều. Nhưng Mặc Họa thì khác, trong sào huyệt có trận pháp hay không, thần sắc của hắn phi thường khẳng định, thậm chí chắc chắn. Điều này nói rõ, thần thức của hắn nhìn trộm hang ổ này vô cùng rõ ràng, cảm giác đối với tồn tại trận pháp cũng là thấy rõ. Trương Lan nhíu mày suy nghĩ, vẫn không hiểu, dứt khoát không nghĩ nữa, nói thầm đoán chừng lại học được thứ gì đó cổ quái kỳ lạ Trương Lan đã tập mãi thành thói quen. Nhất là ở trên trận pháp, ngay từ đầu hắn còn có thể chỉ điểm vài câu với Mặc Họa, nhưng bây giờ so sánh với Mặc Họa, mình đã xem như là ngai chữ, trên một trận pháp mình đều là mù chữ, Dương Kế Dũng kia không cần nghĩ, khẳng định chính là mù chữ. Hai người trên phương diện trận pháp, ngờ mù, cân nhắc loại vấn đề này, quả thực có chút không biết tự lượng sức mình. Trong lòng Trương Lan lại hạ thấp Dương Kế Dũng một chút, lúc này mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Sau khi lục soát mấy cái sào huyệt, hắn đi tới một sơn động hoang vắng, Mặc Họa thả thần thức ra, bỗng nhiên khẽ giật mình. Thần sắc mọi người theo đó nghiêm túc hẳn lên, phát hiện cái gì? Mặc Họa ngẩng đầu, ánh mắt hơi sáng lên nói, có trận pháp, thật sự có, mọi người vẽ mặt vui vẻ. Lại hỏi, là trận pháp gì? Chờ một chút. Mặc Họa nói, ta xem một chút. Nói xong, Mặc Họa bắt đầu buông ra thần thức, căn cứ vào quỹ tích linh lực của trận pháp, diễn toán trận văn của trận pháp, từng nét phát họa hoàn chỉnh hoa văn trận pháp trong thức hải, dùng cái này để phán đoán loại hình của trận pháp. Qua một canh giờ sau, Mặc Họa lại mở hai mắt ra, lấy giấy bút ra, đơn giản vẽ ra mấy cái thông lộ trong sơn động, cùng trận pháp bày ra trên đường. Thời gian không nhiều, ta còn chưa tính xong, trận pháp hẳn là còn có sơ hở, nhưng có thể tham khảo một chút. Đám người Du trưởng lão hoàn toàn không hiểu trận pháp, cho nên nghe không có gì, chỉ cảm thấy Mặc Họa thật đáng tin cậy, vấn đề trận pháp gì cũng có thể giải quyết. Trương Lan và Dương Thống lĩnh liếc nhau, trong mắt có chút kinh nghi. Tính là có ý gì, bọn họ chưa từng nghe nói, trận pháp có thể tính ra, tính thế nào, bọn họ xuất thân thế gia, dù cho học trận pháp không tốt, nhưng có nội tình gia tộc, mưa dầm thấm đất, một ít thường thức trên trận pháp, tóm lại đều biết. Nhưng bọn họ từ nhỏ đến lớn, tiếp xúc qua nhiều trận sư như vậy, có thế gia, có tông môn, cũng có nhàn vân giả hạt. Nhiều trận sư như vậy, bất kể là phẩm chất cao hay phẩm chất thấp, bất kể là bác học hay sở trường, đều chưa từng đề cập đến chữ tính. Bọn họ không ngờ rằng, từ dùng trận pháp hiếm thấy như vậy, lại có thể từ Mặc Họa chỉ có luyện khí tầng 7, trình độ trận pháp cũng chỉ nhất phẩm, tuổi cũng chỉ mười mấy tuổi nghe được. Đứa nhỏ Mặc Họa này, đến cùng đi theo ai, đều học được những gì? Hai người Trương Lan mặt ngoài ra vẻ trấn định, trong lòng lại nhấc lên sóng to gió lớn. Lần đầu tiên bọn họ cảm nhận được sự cao thâm khó lường của người chỉ điểm trận pháp cho Mặc Họa. Đồng thời trong mắt bọn họ, Mặc Họa nho nhỏ cũng trở nên có chút cao thâm khó lường, nhưng bây giờ cũng không phải lúc cảm khái những thứ này. Vẫn là bắt lấy lão tổ tiền gia quan trọng hơn. Chu trưởng ty chỉ vào bản đồ Mặc Họa vẽ xong nói, mấy lối đi này thông đến chỗ sâu trong sào huyệt, lão tổ tiền gia hẳn là trốn ở bên trong, chúng ta tách ra đi tìm, gặp phải dị thường, không nên hành động thiếu suy nghĩ, phát tín hiệu, những người khác tự sẽ tiến đến tụ hợp. Sau khi tụ hợp, lại cùng nhau động thủ. Mọi người gật đầu, tự chọn một con đường, trước khi đi, Du trưởng lão quay đầu, ôn thanh dặn dò Mặc Họa, ngươi tự mình trốn kỹ, cẩn thận một chút. Mặc Họa gật đầu nhẹ, mắt nhìn cánh tay Du trưởng lão, lo lắng nói, trưởng lão, thương thế của ngài, không sao chứ? Trước đó Du trưởng lão đánh lén lão tổ tiền gia, bị lão tổ tiền gia gây thương tích, gãy một cánh tay, mặc dù có Phùng lão tiên sinh trị liệu, nhưng vẫn lưu lại bệnh căn, hành động bất tiện. Không riêng gì Du trưởng lão, lúc trước vây giết tiền gia lão tổ, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương một chút. Lão tổ tiền gia lúc này, thực lực không rõ, nếu thật sự gặp gỡ, sợ rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Du trưởng lão thoải mái cười nói, ta đối nghịch với tiền gia nhiều năm như vậy, nằm mơ cũng không nghĩ tới, có thể bức lão tổ tiền gia đến nước này. Chỉ cần có thể làm thịt lão tổ tiền gia, cho dù là hai tay cũng bị chặt đứt, thậm chí mất mạng cũng đáng. Trong mắt Mặc Họa càng thêm lo lắng. Du trưởng lão nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, thở dài nói, yên tâm đi, ta có chừng mực. Mặc Họa gật đầu, có chút thấp thỏm nhìn mọi người đi vào sâu trong sào huyệt, biến mất trong bóng tối. Dù biết rõ con đường phía trước nguy hiểm, mọi người vẫn nghĩa vô phản cố. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Mặc Họa ẩn nấp thân hình, lặng lẽ trốn ở một bên, không khỏi thở dài, trong lòng yên lặng nói. Cùng lúc đó, Nam Sơn tọa vong cư. Trang tiên sinh cũng không như thường ngày, nằm trên ghế trúc nghỉ ngơi, mà là dáng người đoan chính nho nhã ngồi trước bàn, sửa sang lại một ít sách và ngọc giản, chuẩn bị cho Mặc Họa. Không biết từ lúc nào Khôi lão đã lặng lẽ xuất hiện, giọng nói đờ đẫn. Trang tiên sinh không ngẩng đầu lên, vẫn nhìn quyển điển tịch trong tay, sửa lại một chút tâm đắc về trận pháp cho hắn. Sau khi ta rời đi, phải dựa vào chính hắn để học trận pháp. Giọng nói của Trang tiên sinh bình thản, nhưng không biết vì sao, mơ hồ mang theo phiền muộn. Đệ tử thân truyền, có ai ngươi từng để tâm như vậy đâu? Khôi lão thản nhiên nói. Trang tiên sinh nghe vậy khẽ giật mình, một số ký ức chuyện cũ hiện lên trong lòng, khóe miệng hiện lên một nụ cười khổ. Ta chưa bao giờ là một sư phụ hợp cách. Trang tiên sinh tiếp đó lại tự dẻo nói, không chỉ không xứng làm thầy người ta, ngay cả đệ tử cũng không xứng làm, nếu không cũng sẽ không. Trang tiên sinh không nói tiếp, chỉ là vẻ mặt lại càng thêm cô đơn. Khôi lão im lặng không nói gì. Mà thôi, chuyện cũ năm xưa, thoảng qua mây khói, hôm nay tất cả mất đi, nghĩ cũng vô dụng. Trang tiên sinh cất kỹ ngọc giản cùng điển tịch, bỏ vào trong một túi trữ vật, lại thảnh thơi nằm xuống. Hai đứa bé Bạch gia thì sao? Khôi lão hỏi. Trang tiên sinh suy nghĩ một lát, khẽ thở dài, hai đứa bé kia, cũng là đứa trẻ ngoan mà. Nói xong hắn có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng tượng được sư muội ích kỷ kia của ta, lại nuôi ra một đôi nhi nữ như vậy. Ngươi không nhận bọn họ làm đồ đệ thật à? Khôi lão hỏi. Không thu. Trang tiên sinh lắc đầu, giọng điệu quả quyết, vốn không sống được bao lâu, trước khi xuống mồ, tự nhiên muốn thanh tĩnh một chút, ít dính chút nhân quả, bớt lo lắng một chút. Chưa chắc bọn họ sẽ bỏ cuộc. Không từ bỏ thì có thể làm sao? Trang tiên sinh mặt không biểu cảm, ánh mắt xuyên qua đình viện, lướt qua dãy núi, nhìn về phía chân trời xa xôi, thản nhiên nói trời cao nước rộng, muốn gặp lại, liền không dễ dàng như vậy. Không phải lúc nào cũng có thể có duyên phận như vậy, cũng không phải nơi nào cũng đều có thể có tiểu đệ tử tên là Mặc Họa. Trang Tiên Sinh trong lòng yên lặng nói. Khôi lão thấy Trang Tiên Sinh đã quyết định, không nói gì nữa. Nhất thời không nói chuyện, Trang Tiên Sinh chậm rãi nhắm mắt, muốn nghỉ ngơi một lát. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày, lại mở mắt ra, ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hồi lâu. Sao vậy? Khôi lão hỏi. Lông mày Trang Tiên Sinh dần dần nhăn lại, giọng điệu ngưng trọng nói, vì sao khí tức đại đạo lại vẫn đục như thế? Khôi lão nghe vậy giật mình, cũng nhìn về phía chân trời, thần sắc chấn động theo. Đây là Trang Tiên Sinh không khỏi chậm rãi đứng dậy, lấy tay bấm đốt ngón tay, trong lòng tính toán, dần dần lộ ra vẻ mặt khó có thể tin. Thiên đạo sinh biến, đáy lòng Trang Tiên Sinh rung lên, lại bấm đốt ngón tay tính toán một lần, vẻ mặt càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể? Trang Tiên Sinh không khỏi thất thần, trong miệng lẩm bẩm nói, nơi đây chỉ là một tiểu tiên thành ở một góc Cửu Châu, làm sao có thể sinh ra dị biến của thiên đạo? Trang Tiên Sinh phát hiện thiên đạo dị biến, lúc này Mặc Họa hoàn toàn không biết gì cả. Hắn tìm một bụi cỏ ẩn nấp ở cửa động, thi triển thuật ẩn nấp, trốn ở bên trong. Cho dù là tu sĩ trúc cơ cũng không phát hiện ra hắn. Mặc Họa có chút lo lắng cho Du trưởng lão bọn họ, nhưng nhìn chằm chằm cửa động hồi lâu, bên trong cũng không có nửa điểm động tĩnh. Trong sào huyệt này, không có yêu thú, Mặc Họa có chút nghi hoặc. Thời điểm hắn lấy thần thức cảm giác, phát hiện trong sào huyệt này, yêu khí rất nhạt, khí tức ngột ngạt, không giống như là có yêu thú cư trú. Hoặc là nói, từng có nhị phẩm yêu thú ở chỗ này, nhưng hiện tại đã không còn, nếu không yêu khí bên trong không có khả năng nhạt như vậy. Nhị phẩm yêu thú trước đó ở bên trong là yêu thú gì? Mặc Họa nhíu mày suy nghĩ, bỗng nhiên lắp bắp kinh hãi, trong lòng yên lặng nói, không phải là con heo kia chứ? Lão tổ tiền gia muốn luyện chế chuyển thọ hóa nguyên đan, mà luyện tà đan cần tà trận, nếu tà trận muốn phát huy hiệu lực, lại cần huyết nhục làm môi giới. Làm huyết nhục của trận môi, không phải người, chính là yêu. Chuyển thọ hóa nguyên đan khó luyện, tốn thời gian rất dài, tinh lực của con người không đủ để chống đỡ luyện đan dài như vậy. Huống chi, luyện loại đan này còn phải không ngừng dùng người làm dược liệu. Lão tổ tiền gia cũng không thể, thật sự ép người đi ăn người đi. Cho nên thích hợp làm lò luyện đan nhất là nhị phẩm yêu thú. Yêu thú ăn thịt người, yêu thú huyết khí bàn bạc, yêu thú tuổi thọ lâu dài, thật là lò đan thích hợp để luyện chuyển thọ hóa nguyên đan nhất. Mặc Họa dần dần có suy đoán. Cái sào huyệt này, có lẽ chính là sào huyệt của con heo kia. Nó có thể rơi vào trong tay lão tổ tiền gia, đoán chừng là bị trọng thương, để lão tổ tiền gia nhặt được chỗ tốt. Lão tổ tiền gia tu hú chiếm tổ chim khách, biến nơi này thành đan phòng bí mật của mình. Nhị phẩm yêu thú dù trọng thương, cũng không phải một mình lão tổ tiền gia có thể đối phó, cùng nhau chế phục con trư yêu này, đoán chừng còn có đại trưởng lão tiền gia. Trong quá trình chế phục trư yêu, đại trưởng lão tiền gia bị trư yêu ăn một cánh tay, bản thân lại bị trọng thương, vốn hẳn là sống không lâu. Nhưng có nhân thọ đan, liền không giống. Nhân thọ đan lấy tính mạng con người làm thuốc dẫn, vừa có thể bổ huyết khí, vừa có thể kéo dài tính mạng. Nhưng nếu đại trưởng lão tiền gia dùng nhân thọ đan chữa khỏi thương thế, ngược lại sẽ bị người hoài nghi. Lão tổ tiền gia dứt khoát để đại trưởng lão giả chết, che giấu tai mắt người, thần không biết quỷ không hay ẩn núp trong thâm sơn, giúp hắn xây dựng Hắc Sơn trại, giúp hắn mời chào tà tu, giúp hắn luyện thọ đan, đồng thời cũng giúp hắn luyện chuyển hóa thọ nguyên đan. Những điều này mặc dù chỉ là Mặc Họa suy đoán, nhưng sự thật đoán chừng cũng không kém nhiều. Mặc Họa cảm thán trong lòng, lão tổ tiền gia này thật sự là tâm tư kín đáo. Mặc Họa lại nhìn về sào huyệt trước mặt, trong lòng càng bất an. Lão tổ tiền gia đa mưu túc trí, rốt cuộc sâu trong sào huyệt này bị hắn bày ra hung hiểm gì? Lúc này đã vào đêm, thâm sơn sương nặng, gió núi thổi qua, cũng mang đến từng trận hàn ý. Mặc Họa nhịn không được rùng mình một cái, chợt nghe được một tiếng gió. Mặc Họa hơi giật mình, tinh tế nghe lại, phát hiện âm thanh này là từ trong sơn động truyền tới. Là tiếng gió vang lên. Mặc Họa không khỏi nheo mắt. Sào huyệt này sâu như vậy, gió núi thổi qua, tại sao có thể có tiếng vang? Mặc Họa ẩn nấp thân hình, cẩn thận đi vào sào huyệt, nghe tiếng phân biệt vị trí, cuối cùng phát hiện trên vách tường gần cửa động, lại có vết nứt không nhỏ. Mặc Họa đưa tay sờ xuống vách tường, đất đá trên tường đều là mới, có hơi ẩm nhàn nhạt. Hắn hơi dùng lực, đất đá liền lún xuống. Mặc Họa trong lòng khiếp sợ. Đây là một cái cửa động, trước đây không lâu mới có người dùng đất đá bổ sung. mà bốn phía cửa động, không có trận pháp tùy ý, tất cả sự chú ý của Mặc Họa trước đó đều đặt ở trên trận pháp trong sào huyệt, cho nên căn bản không chú ý tới nơi này còn có một cái cửa hang. Mặc Họa am hiểu trận pháp, nhưng cũng chính vì vậy ngược lại bị trận pháp che đậy, bỏ qua chỗ không có trận pháp. Kẻ giỏi bơi, xa, kẻ giỏi cưỡi. Đây là bóng tối dưới đèn sao. Mặc Họa thở dài, trong lòng lấy làm cảnh cáo, lần sau nhất định phải lưu tâm nhiều hơn. Nhưng cái cửa hang này, lại là làm cái gì đây? Lão tổ Tiền gia, không thể nào thật sự giấu ở trong cái cửa hang này được. Mặc Họa buông thần thức ra, chỉ cảm thấy khí tức phía sau cửa động đục ngầu dị thường, máu tanh sền sệt, căn bản không phân biệt được thứ gì. Làm sao bây giờ? Mặc Họa nhíu mày suy nghĩ, vẫn quyết định vào xem. Không vào sâu, chỉ nhìn cửa động, hơn nữa chỉ nhìn một chút. Nếu như trong động có tình huống đặc thù, hắn liền lui ra ngoài gọi người. Nếu như trong động không có tình huống đặc thù gì, hoặc là không có quan hệ gì với lão tổ Tiền gia, hắn vẫn có thể lui ra ngoài, lặng lẽ chuồn mất. Vết nứt ở cửa động khá lớn, hơn nữa còn không kín, Mặc Họa thân hình khéo léo, trực tiếp chui vào. Phía sau cửa động là một thềm đá âm u hướng xuống dưới, cuối thềm đá lộ ra ánh sáng nhạt màu đỏ tươi. Mặc Họa trong lòng rùng mình, cảm giác có chút không đúng, nhưng vẫn kiên trì, dọc theo thềm đá đi xuống. Đi chưa được mấy bước, liền có tiếng ngáy chói tai, cùng với tiếng nói chuyện già nua truyền đến. Những thanh âm này cùng huyết khí nồng đậm, tự hồ bị vây ở phương thiên địa này, từ đằng xa nghe không được, gần nghe lại quá ầm ĩ, không biết là dùng thủ đoạn gì. Thềm đá hẹp và sâu thẳm, nhưng không tính là dài, rất nhanh Mặc Họa đã đi đến cuối. Phía bên phải của thềm đá là một gian thạch thất rộng rãi. Mặc Họa ẩn thân, thân thể dán chặt tường đá, nhô đầu nhỏ ra, giống như chuồn chuồn lướt nước, hướng trong thạch thất liếc mắt một cái. Sau đó đáy lòng phát lạnh, mồ hôi lạnh xoẹt xoẹt tuôn ra ngoài. Là lão tổ Tiền gia. Lão già này, thật sự ở chỗ này. Mặc Họa tĩnh tâm lại, tinh tế suy tư, sau đó tâm tình phức tạp lên. Gặp được lão tổ Tiền gia, có tốt có xấu. Chuyện tốt là, những người khác sẽ không đụng phải lão tổ Tiền gia, sẽ không gặp phải nguy hiểm. Chuyện xấu là, hắn đã đụng phải. Mặc Họa bất đắc dĩ thở dài. Trận pháp ở chỗ sâu chỉ là dùng để lừa dối. Tất cả mọi người đều cho rằng, lão tổ Tiền gia khẳng định giấu ở chỗ sâu trong sào huyệt, lại không nghĩ rằng, hắn lại ẩn giấu ở cửa vào sào huyệt. Lão tổ Tiền gia này, quả nhiên tư duy khác hẳn với người thường, làm việc căn bản không theo sáo lộ ra bài, không biết lão tổ Tiền gia có phát hiện ra mình hay không. Đáy lòng Mặc Họa hơi căng thẳng, sau đó phát hiện bốn phía không có thần thức nhìn trộm, lão tổ Tiền gia cũng đang nói chuyện với người khác, ngữ khí ngữ điệu không thay đổi chút nào, lúc này mới yên lòng. Xem ra ẩn nặc thuật của mình không bị nhìn thấu. Mặc Họa lại vụng trộm liếc qua, lúc này mới phát hiện trong thạch thất, máu tanh mà lộn xộn, bày đầy các loại dược thảo tà dị, còn có bát sứ đựng đủ loại nước cỏ màu sắc. Chính giữa thạch thất, một con heo nằm rạp trên mặt đất, phát ra tiếng ngáy chói tai. Bên cạnh heo có hai tu sĩ, một là lão tổ Tiền gia, một người khác là gia chủ Tiền gia Tiền Hoàng. Mặc Họa có chút nghi hoặc. Tiền gia bị phong bế, tất cả tu sĩ không được ra ngoài. Tại sao Tiền Hoàng lại ở chỗ này? Hắn là gia chủ Tiền gia, mặc dù thực quyền không lớn, nhưng cũng coi là người có thân phận cao nhất dưới lão tổ Tiền gia. Chuyện Hắc Sơn trại, chẳng lẽ cũng có liên quan đến hắn? Mặc Họa suy nghĩ một chút, không nghĩ ra. Nhưng mặc kệ vì sao, vẫn nên chuồn trước đi. Con heo này còn đang thở dốc, đang còn chưa luyện thành. Lão tổ Tiền gia không ăn đan dược, vẫn là trúc cơ trung kỳ, hơn nữa còn là trúc cơ trung kỳ bị thương nặng. Bản thân hắn chuồn ra ngoài trước, thả tín hiệu ra, gọi người tới, mọi người cùng nhau xử lý lão tổ Tiền gia. Chuyện Hắc Sơn trại có thể hoàn toàn chấm dứt. Mặc Họa xoay người muốn đi, lại nghe lão tổ Tiền gia thở dài, Hoàng Nhi, Tiền gia ta không dễ dàng. Mặc Họa âm thầm gắt một tiếng trong lòng, lão già này thật sự là không biết xấu hổ, Tiền gia ngươi còn không dễ, vậy tán tu cùng khổ Thông Thiên Thành dễ dàng như vậy sao? Nhưng hắn vẫn dừng bước, muốn biết lão tổ Tiền gia muốn nói cái gì. Trong đó, có phải còn có bí ẩn gì mà hắn không biết hay không? Dù sao những tà công cùng đan phương tà dị này, không phải tu sĩ bình thường có thể có được. Lão tổ Tiền gia tiếp tục nói, ngươi có biết, thế đạo này rốt cuộc là dạng gì không? Tiền Hoàng ở đối diện cũng không trả lời. Lão tổ Tiền gia dường như cũng không chờ mong hắn trả lời, mà là tự mình nói, ta sống hơn 300 năm, lúc này mới hiểu một đạo lý, năng lực của tu sĩ, luôn có vô tận, muốn thành đại sự, liền muốn mượn lực của người khác, hút máu của người khác. Thế gian này mạnh được yếu thua, cá lớn nuốt cá bé, cá nhỏ ăn tôm tép. Tu đạo giới cũng như thế, tán tu bị tiểu gia tộc bóc lột, tiểu gia tộc chịu trung đẳng gia tộc áp bách, trung đẳng gia tộc lại bị thượng đẳng thế gia áp chế. Nói cách khác, tán tu nuôi tiểu gia tộc nuôi trung đẳng gia tộc nuôi thượng đẳng gia tộc truy cứu căn bản, kỳ thật đều là đang hút máu của tán tu. Đạo đình quyền biến, thế gia hưng suy, tông môn thay đổi, duy nhất không thay đổi, đó là tán tu tầng dưới chót, vĩnh viễn ở tầng dưới chót, vĩnh viễn bị hút máu, lại vĩnh viễn bị người ta khinh thường cùng coi thường. Tu giới phồn vinh này, thành lập ở phía trên huyết lệ tán tu, nhưng phồn vinh này, lại cùng bọn hắn không nửa phần quan hệ. Cho nên, vĩnh viễn không làm tán tu, đây là đạo lý năm đó ta vẫn là tán tu liền hiểu. Cho nên ta muốn khai chi tán diệp, thành lập gia tộc, dựa vào gia tộc, thành tựu đại đạo. Có thể xây gia tộc cũng không được, ta không có linh thạch, không có nhân mạch. Chỉ dựa vào chính mình, căn bản không dựng nổi tiền gia. Chỉ dựa vào săn yêu, cả đời cũng không kiếm được bao nhiêu linh thạch. Đã như vậy, cũng chỉ có thể đi giết, đi cướp. Dù thủ đoạn lập nghiệp có bẩn thỉu, chỉ cần ngươi công thành danh toại, tự sẽ có người tẩy trắng cho ngươi, tán dương ngươi, cũng sẽ có người đi theo làm tùy tùng cho ngươi, làm việc như chó ngựa. Tiền gia xây dựng lên, cũng dần dần lớn mạnh, nhưng vẫn không được. Lợi ích lớn nhất thế gia này đều bị thế gia và tông môn lớn hơn chiếm cứ, gia tộc nhỏ như chúng ta, cho dù lột một lớp da của tán tu, cũng không có bao nhiêu chất béo. Gia tộc phát triển bị hạn chế, tu vi của ta đình trệ, mà đại nạn của ta, cũng không đến 100 năm ta ý thức được, nếu tiếp tục như vậy nữa, ta sớm muộn gì cũng sẽ tầm thường mà chết. Trời không tuyệt đường người, ngày ấy ta ngẫu nhiên gặp được một đạo nhân quỷ dị, sau khi nói chuyện với nhau, đạo nhân kia mừng rỡ, tặng ta mấy quyển công pháp tà đạo, còn có thọ đan của người, cùng với đan phương chuyển thọ hóa nguyên đan này. Ta tu tà công, luyện tà đan, vào tà đạo, chợt cảm thấy rộng mở trong sáng. Thế gian này có người sao, có thể có, cũng có thể không có, toàn quan tâm chính ngươi làm sao đi xem. Ngươi xem người khác là người, như vậy bọn họ chính là người, ngươi không xem bọn họ là người, bọn họ liền không phải người. Người khác chỉ là công cụ kiếm linh thạch, là nô tỳ đi theo làm tùy tùng của ngươi, là heo chó mặt ngươi chém giết, là linh nô cùng huyết nô cung cấp cho ngươi tu luyện, là nền tảng đặt vững đại đạo cho ngươi. Ta giờ mới hiểu được, thế gian này, người đều là ăn thịt người. Không chỉ ma đạo ăn, chính đạo cũng ăn. Tà ma ngoại đạo ăn thịt người, hút linh lực của người, mà những chính đạo kia cũng áp bức và nô dịch tu sĩ, hút máu không nhìn thấy, ăn thịt không nhìn thấy. Chỉ là mắt của người đời vụng về, nhìn không rõ mà thôi. Đạo của con người, tổn hại không đủ để phụng có thừa, tổn hại chúng sinh để lợi cho bản thân, lúc này mới có thể trổ hết tài năng, vượt lên trên chúng sinh, vấn đỉnh đạo trường sinh. Đây mới là đạo lý điên đảo không thể phá vỡ nhất trên thế gian này, lão tổ tiền gia chậm rãi nói. Mặc Họa nghe chấn kinh, đã cảm thấy có chút đạo lý, lại cảm thấy giống như có cái gì không đúng, nhất thời cũng có chút hồ đồ. Đột nhiên trong lòng của hắn lại có chút kỳ quái. Lòng dạ sâu thì ít nói. Lão tổ tiền gia này hẳn không phải người nói nhiều, làm sao lại một mực tự nói tự thoại, còn nói lâu như vậy, hơn nữa đến bây giờ, tất cả đều là tiền gia lão tổ một người liếu lo không ngừng, tiền hoàng kia, tự hồ một câu cũng chưa nói qua, thật kỳ quái. Mặc Họa lại thò cái đầu nhỏ ra, vụng trộm liếc qua, lần này hắn nhìn hơi lâu một chút, cũng nhìn rõ ràng hơn một chút, sau khi xem xong con ngươi không khỏi chấn động. Tiền hoàng kia, nhắm hai mắt, sắc mặt trắng bệch. Ngực của hắn bị vẽ trận văn huyết hồng, huyết dịch toàn thân tự hồ cũng theo trận văn, hướng tâm mạch ngưng tụ. Nhưng máu của hắn là màu đen. Da dẻ toàn thân hắn đều trắng bệch như tờ giấy, quanh thân cũng không có một tia sinh cơ. Tiền hoàng này, đã là người chết. Mặc Họa hoảng sợ. Lão tổ tiền gia, thì ra vẫn luôn nói chuyện với người chết. Người chết không biết nói chuyện, cho nên vẫn luôn chỉ có một mình lão tổ tiền gia thao thao bất tuyệt. Mà lão tổ tiền gia dường như đang chờ máu của tiền hoàng ngưng kết lại, ngưng kết thành tà trận. Sau khi chờ đợi, hắn mới có lòng thanh thản, nói nhiều lời như vậy. Lão tổ tiền gia nhìn tiền hoàng, lại nhàn nhạt nói, chuyển thọ hóa nguyên đan có một tệ nạn, dùng người khác nhau luyện đan, huyết mạch khác nhau, trộn lẫn cùng một chỗ, tương đối hỗn tạp, cần một trái tim của người thân cận huyết mạch, tới làm thuốc dẫn, điều hòa huyết mạch khác biệt trong đan dược, như vậy ăn vào đan dược mới sẽ không bị dược lực bài xích. Người này, ta vốn chọn là Hưng Nhi, nhưng hắn không tranh khí, cho nên hiện tại chỉ có thể để người làm cha là ngươi tới. Ta vốn rất xem trọng ngươi, để ngươi làm gia chủ, nhưng đáng tiếc, ngươi mỗi thứ đều có, nhưng mỗi thứ đều kém một chút, không đủ hung ác, không đủ ích kỷ, cũng không đủ có thể nhẫn. Hơn nữa tham luyến vị trí gia chủ, nhớ mong sự tồn vong của Tiền gia, thậm chí bởi vậy ngỗ nghịch mệnh lệnh của ta, đây là rất buồn cười, hơn nữa ngu xuẩn. Thế gian này ngoại trừ bản thân ra thì những người khác đều là người ngoài, cho dù là người thân nhất của huyết nhục thì ngươi cũng không hiểu được đạo lý này. Mặc Họa nghe mà trong lòng khiếp sợ, Tiền Hoàng này tất nhiên cùng Tiền gia lão tổ nổi lên tranh chấp gì đó, có phân kỳ, lúc này mới rơi vào kết cục này. Mặc Họa nghĩ đi nghĩ lại, bỗng nhiên nhìn thấy trên ngực Tiền Hoàng tản mát ra tà quang huyết tinh. Tà trận ngưng tụ thành, không đợi Mặc Họa kịp phản ứng, lão tổ Tiền gia không chút lưu tình, bàn tay trực tiếp xuyên qua lồng ngực Tiền Hoàng, móc trái tim ra, ném vào trong miệng Trư Yêu. Trư Yêu si ngốc ngốc nghếch nuốt vào trái tim, khí tức tăng vọt, vết máu trên người phát sáng, lại chảy ra máu loãng, một cổ yêu lực tà dị cũng theo tà trận lưu chuyển ra. Tà trận bị cưỡng ép vận chuyển, Trư Yêu huyết dịch nghịch hành, phát ra tiếng gầm rú càng thêm chói tai, càng thêm tê tâm liệt phế. Mặc Họa chỉ cảm thấy mà nghĩ chấn động, đầu óc choáng váng, vội vàng ngồi xổm xuống, bịt lấy lỗ tai. Nhưng tiếng rít vẫn không ngừng lọt vào tai Mặc Họa. Thanh âm thê lương, lại dần dần quỷ dị, trong đó tựa hồ xen lẫn tiếng người, phảng phất có vô số tu sĩ trầm luân trong luyện ngục vô biên đang giãy giụa kêu khổ. Mặc Họa cưỡng ép chịu đựng đau khổ cùng khó chịu, không biết qua bao lâu, tiếng kêu của Trư Yêu mới dừng lại. Thay vào đó là tiếng cười dữ tợn của lão tổ Tiền gia. Mặc Họa bình phục lại nỗi lòng, lại thăm dò nhìn thoáng qua. Tiền Hoàng hai mắt nhắm nghiền, ngực mở rộng, làn da khô héo mà tái nhợt, đã so với người chết còn giống như người chết. Con Trư Yêu kia nằm rạp trên mặt đất, dường như không còn sinh khí, nhưng xuyên qua da thịt, có thể thấy được lồng ngực mơ hồ đỏ lên, tựa hồ có trái tim, đang tà dị điên cuồng rung rẩy. Mặc Họa cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được âm thanh tim Trư Yêu đập. Một lúc lại một lần, mỗi lần vật lộn, tim Mặc Họa lại đập nhanh hơn. Mà lão tổ Tiền gia lúc này, sớm đã không còn bộ dáng thâm trầm kia, vẻ mặt dữ tợn, càng rỡ cười to nói, chuyển thọ hóa nguyên đan, tâm huyết hơn 100 năm, rốt cục đại thành. Lời còn chưa dứt, lão tổ Tiền gia tay như móng vuốt sắc bén, nhanh như gió, vạch ra hào quang màu máu, trực tiếp xé mở lồng ngực Trư Yêu, móc trái tim nó ra. Mặc Họa cực kỳ hoảng sợ. Trái tim này chính là chuyển thọ hóa nguyên đan, lão tổ Tiền gia há miệng, trực tiếp ăn viên đan dược máu chảy đầm đìa này. Sự tình nhanh chóng chuyển biến, đáy lòng Mặc Họa lạnh lẽo, thầm nghĩ xong rồi. Lão tổ Tiền gia ăn vào chuyển thọ hóa nguyên đan, khí tức dần dần bạo ngược, cũng bắt đầu luyện hóa dược lực, một khi hắn luyện hóa dược lực, liền có thể đột phá cảnh giới, trở thành tu sĩ trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó, dựa vào tu sĩ Thông Thiên Thành, là không làm gì được hắn. Không chỉ như thế, tất cả mọi người trong sào huyệt này, chỉ sợ đều phải chết ở trong tay hắn, làm sao bây giờ? Mặc Họa ép buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu nghĩ biện pháp. Lúc này, nhất định phải đánh gãy hắn, không thể để cho hắn an tâm luyện hóa chuyển thọ hóa nguyên đan. Mặc Họa lấy ra nhất phẩm địa hỏa phục trận. Bộ phục trận này, là trước đó hắn mất ăn mất ngủ tính toán tốt, trận pháp phục trận vẽ ở trên trận bàn, bố trí thuận tiện, hơn nữa trên trận xu, đã được Mặc Họa sớm vẽ xong mịt linh trận. Phục trận tan rã, đây là thủ đoạn duy nhất trước mắt của hắn có khả năng uy hiếp được lão tổ Tiền gia. Mặc Họa bố trí trận pháp ở trước mặt, sau đó lấy dũng khí, lớn tiếng hô một câu lão khốn kiếp, tiếng mắng thanh thúy này truyền vào trong tai lão tổ Tiền gia, khiến hắn không khỏi sững sờ. Lão tổ Tiền gia quay đầu, liền nhìn thấy Mặc Họa thần sắc có chút khẩn trương, nhưng ánh mắt kiên nghị. Mặc Họa chỉ vào hắn nói, lão vương bác đảng, ngươi xong đời rồi. Mặc Họa lập tức lay động trung đồng của đạo đình ti, một trận linh lực mịt mờ dao động truyền ra. Cùng lúc đó, đám người Dương thống lĩnh đang tìm kiếm trong sào huyệt, đều cảm giác được chuông đồng dị hưởng, vẻ mặt nghiêm túc, hướng Mặc Họa bên này chạy đến. Cái chuông đồng này là linh khí chế thức của đạo đình ti, chuyên môn dùng để đưa tin cho nhau. Trước khi vào sào huyệt, trong tay mỗi người đều có một cái. Sau khi lắc chuông đồng, trong lòng Mặc Họa an tâm một chút, sau đó cảnh giác nhìn lão tổ Tiền gia. Hắn suy tính vài khả năng, nếu như lão tổ Tiền gia không hề bị lay động, vẫn luyện hóa dược lực như cũ, vậy hắn sẽ học theo Du trưởng lão, mắng 8 đời tổ tông của lão tổ Tiền gia, để cho hắn không thể an tâm ngồi xuống, làm lỡ thời gian luyện hóa dược lực của hắn. Nếu lão tổ Tiền gia tức giận muốn giết hắn, vậy hắn xoay người bỏ chạy, lão tổ Tiền gia đuổi giết hắn sẽ đụng phải nhất phẩm địa hỏa phục trận. Quy lực phục trận bị hủy diệt, dù không thể giết lão tổ Tiền gia, cũng sẽ làm lão tổ Tiền gia trọng thương, dù không tốt cũng có thể ngăn cản hắn trong thời gian nửa khắc, mình có thể chạy mất. Chỉ cần kéo dài một chút thời gian, để lão tổ tiền gia không thể luyện hóa dược lực, đột phá trúc cơ hậu kỳ, đợi đến khi Du trưởng lão và Dương thống lĩnh tụ hợp lại, người đông thế mạnh, có thể xử lý lão tổ tiền gia. Nhưng biểu hiện của lão tổ tiền gia vẫn nằm ngoài dự đoán của Mặc Họa. Dù là tiểu bối như Mặc Họa, ở trước mặt lão tổ tiền gia mắng hắn, lão vương bác đảng, lão tổ tiền gia cũng không tức giận chút nào. Ngược lại, hắn chỉ yên lặng nhìn Mặc Họa. Là ngươi. Lão tổ tiền gia nhận ra Mặc Họa, có chút ngoài ý muốn nói, ngươi làm sao tiến vào, ta lại không phát giác. Mặc Họa hừ lạnh một tiếng. Lão tổ tiền gia khẽ nhíu mày, suy tư một chút, bỗng nhiên giật mình nói, ngươi học được thuật ẩn nấp. Ánh mắt Mặc Họa ngưng lại, bỗng nhiên thần sắc căng thẳng, phát hiện ra một chút khác thường. Có người đang dùng thần thức nhìn trộm hắn. Là lão tổ tiền gia, chỉ là thần thức tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, vừa chạm liền thu, không dễ để cho người ta phát giác. Cùng lúc đó, lão tổ tiền gia thu hồi thần thức kinh nghi nói, thần thức thật thâm hậu, ta lại có chút nhìn không thấu. Mặc Họa nhíu mày. Lão tổ tiền gia tu vi sâu, tâm cơ nhiều, cứ tiếp tục như vậy, mình khẳng định không chơi lại lão. Mặc Họa liền muốn chọc giận hắn, hắn nghĩ đến lời nói của Du trưởng lão lúc mắng chửi người, mở miệng mắng, lão khốn kiếp, ngươi tán tận thiên lương, ngay cả cháu ruột của ngươi cũng giết. Cháu trai của lão tổ tiền gia chính là Tiền Hoàng. Tiền Hoàng bị dùng làm thuốc dẫn, tất nhiên là bị lão tổ tiền gia tự tay giết chết. Lão tổ tiền gia vẫn không tức giận, ngược lại còn hứng thú nhìn Mặc Họa, ngươi mắng ta, là muốn ta ra tay giết ngươi, sau đó trúng trận pháp ngươi bày ra. Tâm tư Mặc Họa bị nói toạc ra, trong lòng hoảng hốt, biểu hiện ra vẫn là cố gắng trấn định. Lão tổ tiền gia tiếp theo có chút hiếu kỳ nói, ngươi bày ra trận pháp gì, có thể uy hiếp được tu sĩ trúc cơ, hay là ngươi thử xem. Mặc Họa nói. Lão tổ tiền gia suy tư một chút, lắc đầu, sư tử vồ thỏ, cũng phải dùng toàn lực, dù ngươi chỉ là luyện khí, ta cũng sẽ không coi thường ngươi. Mặc Họa nhíu mày, trong lòng có chút thất vọng. Lão tổ tiền gia này cũng quá khó đối phó. Ngươi chỉ là một trúc cơ trung kỳ, xem thường ta một chút thì có thể chết sao, hắn không đến, trận pháp của mình chẳng phải là vải trắng. Lão tổ tiền gia nhìn ra nỗi lòng Mặc Họa, mỉm cười, bỗng nhiên lại ngẩn ra, chậm rãi nói, không đúng. Ánh mắt hắn nhìn Mặc Họa, càng ngày càng ngưng trọng, là ngươi. Mặc Họa trong lòng nhảy dựng, làm bộ như không hiểu, phủ nhận nói, không phải, không, là ngươi. Lão tổ tiền gia lắc đầu, nói, là ngươi làm, lẻn vào Hắc Sơn trại, phá giải trận pháp, triệu tập đạo binh bao vây tiêu diệt Hắc Sơn trại, người tìm hiểu ra thân phận lão phu, đều là ngươi. Đúng, đúng, cái này là được rồi. Lão tổ tiền gia dần dần nghĩ thông suốt. Ngươi biết thuật ẩn nấp, biết trận pháp, thần thức mạnh, hơn nữa, còn đánh ngất xỉu Hưng Nhi, ngươi từ trong miệng hắn, khẳng định hỏi ra cái gì, vì không để cho ta phát hiện, mới đánh ngất hắn, đúng rồi, cái này có thể nói thông được. Lão tổ tiền gia cau mày, trong miệng lẩm bẩm nói, sâu chuỗi tất cả lại. Mặc Họa trong lòng lại mát lạnh. Xong rồi, chỉ trong nháy mắt, chuyện hắn làm, đều bị lão tổ tiền gia đoán được. Lão tổ tiền gia bừng tỉnh đại ngộ, lại không dám tin tưởng, sao có thể là ngươi được. Ngươi mới bao nhiêu tuổi? Mặc Họa mặt dày mày dạn phủ nhận nói, không phải ta. Nhưng hắn phủ nhận, căn bản không làm nên chuyện gì. Lão tổ tiền gia nhìn Mặc Họa, ánh mắt đã vô cùng chắc chắn, nhưng dường như cũng không tức giận. Mặc Họa khẩn trương, lại có chút nghi hoặc. Chính mình hố Hắc Sơn trại, lại hố lão tổ tiền gia, nhưng trong ánh mắt lão tổ tiền gia, lại không có chút hận ý nào, tính tình của hắn tốt như vậy, có phải ngươi nghi hoặc, vì sao ta không tức giận? Lão tổ tiền gia hỏi. Mặc Họa gật đầu. Lão tổ tiền gia ánh mắt thâm thúy, nếu ngươi là tu sĩ tầm thường, vô luận là săn yêu sư, là tu sĩ đạo đình ti, hay là tu sĩ gia tộc, hủy tâm huyết trăm năm của ta đều sẽ chặt ngươi thành 8 khối. Nhưng ngươi thì khác. Ánh mắt lão tổ tiền gia hơi ngạc nhiên, ngươi chỉ là một đứa trẻ 10 mấy tuổi, có thể làm được những điều này, đảm thức trí mưu đều không tầm thường, khiến ta bất ngờ. Càng quan trọng hơn là, ngươi còn là một trận sư, hơn nữa tạo nghệ trận pháp, thậm chí so với tam đương gia trúc cơ kỳ còn cao thâm hơn rất nhiều, chỉ là đáng tiếc, ngươi không phải con cháu tiền gia ta. Giọng điệu của lão tổ tiền gia có chút tiếc nuối nhàn nhạt. Là con cháu tiền gia ngươi thì làm sao? Mặc Họa nghi hoặc nói. Ánh mắt lão tổ tiền gia ngưng tụ, nếu ngươi là con cháu tiền gia ta, cho dù chỉ là bàn chi, chỉ cần có một chút xíu huyết mạch gia, ta có thể để ngươi làm trưởng lão, thậm chí chỉ cần ngươi muốn, ta có thể lực bài chúng nghị, để ngươi làm gia chủ Tiền gia. Mặc Họa biểu môi, ngươi muốn gạt người cũng phải tìm chút lời đáng tin cậy. Lão tổ Tiền gia nói, mọi chuyện của Tiền gia đều do lão phu định đoạt, nếu ta để ngươi làm gia chủ, vậy ngươi tất nhiên chính là gia chủ, đương gia chủ cũng không phải chuyện tốt gì. Mặc Họa chỉ Tiền Hoàng nằm trên mặt đất nói, gia chủ này đã bị ngươi giết chết. Lão tổ Tiền gia giật mình, sau đó lắc đầu nói, ngươi và hắn khác nhau. Ánh mắt lão tổ Tiền gia hơi trầm xuống, hoài nghi bất kể là tư chất, tâm tính hay là thủ đoạn đều kém hơn rất nhiều, thứ duy nhất có giá trị chính là thân huyết mạch này của hắn, trên người hắn chảy máu của ta. Cho nên vừa vặn làm thuốc dẫn cho ngươi sao? Mặc Họa không mặn không nhạt châm chọc nói. Lão tổ Tiền gia cũng không tức giận, cười nhạt nói, nhân tài tận kỳ tài, vật tận kỳ dùng mà thôi. Ngay cả cháu ruột của mình cũng không coi là người sao? Ánh mắt Mặc Họa nhìn lão tổ Tiền gia càng thêm khinh bỉ. Lão tổ Tiền gia nhíu mày trầm tư, bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, không phải con cháu Tiền gia cũng không sao, ngươi có một thân bản lãnh này, huyết mạch đã không còn quan trọng. Lão tổ Tiền gia nhìn Mặc Họa nói, ngươi có thể đầu nhập vào ta, làm việc cho ta, chúng ta lại xây dựng một tòa Hắc Sơn trại, ta cho ngươi làm đại trưởng lão Hắc Sơn trại, ta không ra mặt, ngươi chính là đầu mục Hắc Sơn trại trên ngàn vạn người, những tà tu kia đều phải tôn kính hiệu lệnh của ngươi, chỉ nghe theo lệnh của ngươi. Mặc Họa há to miệng, nói không ra lời. Lão tổ Tiền gia này, thật là dám nghĩ Hắc Sơn trại đã không còn. Mặc Họa nhắc nhở hắn, là Hắc Sơn trại ở Đại Hắc Sơn đã không còn. Ánh mắt lão tổ Tiền gia dần dần sắc bén, nhưng thế gian này, không chỉ có một Đại Hắc Sơn, cũng không chỉ có mỗi Hắc Sơn trại. Bất kỳ địa phương nào, cũng có thể là Đại Hắc Sơn, chỉ cần có người, liền có thể có Hắc Sơn trại. Tên gọi là gì, chẳng qua đều là chút danh tiếng dọa người mà thôi. Mặc Họa trong lòng hơi run. Lão tổ Tiền gia này, giả tâm lớn hơn hắn nghĩ, mua đồ cũng thật sâu xa, hơn nữa không quan tâm được mất nhất thời, bỏ xuống được ân oán nhất thời. Nếu thật sự để hắn đạt được, tương lai nhất định sẽ là kiêu hùng ma đạo một phương. Mặc Họa cũng lười lá mặt lá trái với hắn, quả quyết nói, ta không thể nào làm bạn với ngươi. Vì sao? Mặc Họa suy nghĩ một chút, tìm một lý do thoái thác có chút soái nói, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Lão tổ Tiền gia khẽ cười lạnh, tuổi còn trẻ, biết cái gì là đạo, mặc kệ đạo là gì, dù sao cũng khác đạo của ngươi. Mặc Họa nói. Vẻ mặt lão tổ Tiền gia dần dần phai nhạt xuống, lạnh lùng nói, chờ ngươi lớn lên, ra khỏi Thông Thiên Thành, nhìn thấy nỗi khổ của thế gian, nhìn thấy đạo hỗn loạn, nếm trải tuyệt vọng của tu đạo, ngươi sẽ hiểu, lời ta nói đều là đúng, vậy cũng phải chờ ta gặp qua rồi nói tiếp. Mặc Họa căn bản không tin lão tổ Tiền gia lừa dối, mọi thứ không tận mắt thấy qua, làm sao có thể biết. Lão tổ Tiền gia biết mình không thuyết phục được Mặc Họa, liền lui một bước. Những việc này, sau này ngươi có thể từ từ suy nghĩ, nhưng bây giờ, ngươi có thể giúp ta làm việc trước, ngươi muốn cái gì, ta đều sẽ nghĩ cách cho ngươi. Lão tổ Tiền gia khẩn thiết nói. Tam đương gia bị nhốt vào đạo ngục, hắn cần một trận sư. So sánh với Mặc Họa, trình độ trận pháp của Tam đương gia còn kém rất nhiều. Nếu như Mặc Họa có thể giúp hắn, vậy Tam đương gia sống hay chết, hắn căn bản cũng chẳng thèm ngó tới. Nếu ta không muốn thì sao? Mặc Họa lạnh lùng nói. Chuyện này không phải do ngươi quyết định. Lão tổ Tiền gia thản nhiên nói. Ánh mắt Mặc Họa ngưng tụ, ngươi muốn giết ta, ta không giết ngươi. Lão tổ Tiền gia nói, nhưng ngươi cũng nên có bằng hữu cùng cha mẹ chứ. Mặc Họa đang nghe truyện trên TvAudiocv nhướng mày nói, ngươi dám. Lão tổ Tiền gia cũng không muốn chọc Mặc Họa tức giận, không muốn Mặc Họa lòng còn oán hận, lão muốn Mặc Họa cam tâm tình nguyện giúp hắn, liền ôn nhu nói, chỉ cần ngươi giúp ta, ta có thể không làm khó bọn họ. Mặc Họa trong lòng cười lạnh. Lão tổ Tiền gia nói, ngươi không tin. Mặc Họa ghét bỏ nhìn hắn một cái, ngươi cứ nói đi, hắn ngay cả huyết nhục của mình cũng giết, có thể thấy được vô tình vô nghĩa, nói đều là đánh rắm, một chữ cũng không thể tin. Cho dù hắn giúp lão tổ Tiền gia, cũng chỉ là Tam đương gia thứ hai mà thôi. Lúc hữu dụng thì lợi dụng, lúc vô dụng thì vứt bỏ. Lão tổ Tiền gia thấy Mặc Họa dầu muối không ăn, cũng mất đi hứng thú thuyết phục. Dù sao chờ tu vi hắn đột phá, lấy cha mẹ Mặc Họa áp chế, hắn không tin Mặc Họa sẽ không nghe lời hắn. Mà có trận pháp của Mặc Họa tương trợ, đợi một thời gian nữa, xây dựng lại Hắc Sơn trại cũng không phải việc khó gì. Nhưng là tốn thêm chút thời gian mà thôi. Thời gian sẽ ăn mòn tâm trí con người, Mặc Họa tuổi còn trẻ, đạo tâm không có khả năng kiên định bao nhiêu. Trong lòng người còn có đại dục. Hắn chỉ cần nghĩ chút biện pháp, dẫn dụ Mặc Họa bước vào tà đạo, dù chỉ bước vào một bước, liền vĩnh viễn không quay đầu lại được. Đến lúc đó, Mặc Họa cũng chỉ có thể cam tâm tình nguyện để hắn sử dụng. Hắn vẫn có thể xây dựng lại Hắc Sơn trại, lại nuôi dưỡng tà tu, lại lợi dụng trận pháp ẩn thân và ẩn nấp. Chỉ là lần này, có trận pháp của Mặc Họa gia trì, Hắc Sơn trại sẽ càng thêm cường đại, cũng vĩnh viễn không có khả năng bị người phát hiện. Dù sao không có khả năng lại có một tiểu tu sĩ, có thể giống như Mặc Họa, biết ẩn nấp, biết trận pháp, còn có thể có dũng có mưu, dám lẻn vào Hắc Sơn trại, nghe trộm bí mật trong bóng tối. Mặc Họa cũng hiểu ý nghĩ của lão tổ tiền gia, liền không vui nói ác giả ác báo, ngươi cẩn thận gặp báo ứng. Lão tổ tiền gia chỉ cảm thấy Mặc Họa ngây thơ, cười lạnh nói nếu thế gian này thật sự có báo ứng thì ta sớm đã gặp báo ứng rồi, không thể nào sống tới bây giờ. Mặc Họa còn muốn nói gì, đã thấy lão tổ tiền gia cười nhạt một tiếng, có phải ngươi còn đang suy nghĩ kéo dài thời gian hay không? Mặc Họa lẽ thẳng khí hùng nói, ta vẫn luôn không phải là đang trì hoãn thời gian sao? Lão tổ tiền gia càng thêm thưởng thức ánh mắt nhìn Mặc Họa, đồng thời cũng có một tia ý vị sâu xa. Ngươi đoán xem hiện tại ta có luyện hóa dược lực hay không? Mặc Họa sửng sốt, thả thần thức ra, trong lòng chấn động. Khí tức của lão tổ tiền gia đang dần dần trở nên mạnh mẽ. Lão tổ tiền gia thản nhiên nói, ta biết ngươi lắc chuông gọi người, nhưng sào huyệt này rắc rối phức tạp, chờ bọn họ chạy tới, ta cũng vừa vặn luyện hóa dược lực, đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, cũng vừa vặn có thể đuổi tận giết tuyệt bọn họ, báo mối thù lần trước vây giết. Mặc Họa kinh hãi, thì ra tất cả đều nằm trong tính toán của lão tổ tiền gia. Hắn vẫn luôn luyện hóa dược lực chuyển thọ hóa nguyên đan trong cơ thể, nói chuyện với mình, chỉ là chơi với mình mà thôi, đáy lòng Mặc Họa phát lạnh, hoảng loạn sinh ra. Hắn ép buộc mình phải bình tĩnh, ngẫm lại còn có biện pháp gì hay không. Nhưng suy nghĩ của hắn hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không nghĩ ra được chủ ý gì. Đang lúc hết đường xoay sở, Mặc Họa bỗng nhiên sửng sốt, tiếp theo mặt lộ vẻ hoảng sợ, nhìn về phía sau lưng lão tổ tiền gia, giống như là thấy được một màn cực đáng sợ. Lão tổ tiền gia cho rằng Mặc Họa đang diễn trò lừa hắn, cũng không thèm để ý, nhưng Mặc Họa thật sự nhìn thấy một màn khủng bố. Hắn nhìn thấy con heo vốn đã chết đi kia, vậy mà vô thanh vô tức đứng lên, nó đã chết, trong mắt trắng giả, cho nên quanh thân không có một tia khí tức. Lão tổ tiền gia căn bản không phát hiện được. Con heo kia mang theo khí tức tĩnh mịch, lặng yên không một tiếng động, đi đến phía sau lão tổ tiền gia. Lão tổ tiền gia vẫn chưa phát hiện ra, nhưng dần dần hắn phát hiện không đúng, bởi vì vẻ mặt Mặc Họa sợ hãi, không giống giả bộ. Lão tổ tiền gia muốn xoay người nhìn một chút, nhưng mà, đã quá muộn. Trư Yêu trắng mắt mở to cái miệng đỏ như chậu máu, chỉ một ngụm đã cắn đứt nửa người bên phải của lão tổ tiền gia. Biểu cảm khiếp sợ của lão tổ tiền gia lưu lại trên mặt, hồn nhiên không biết đã xảy ra chuyện gì. Chờ hắn giãy giụa, quay đầu liền nhìn thấy con heo đã chết kia, đang dùng ánh mắt tái nhợt mà trống rỗng, lạnh lùng nhìn hắn. Sao lại như vậy? Lão tổ tiền gia lẩm bẩm nói. Trư Yêu nhai kỹ nửa thân thể của lão tổ tiền gia, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Không chờ lão tổ tiền gia nói thêm cái gì, cái miệng to như chậu máu lại mở ra. Lần thứ hai, đã nuốt trọn lão tổ tiền gia đa mưu túc trí, người cho heo ăn, cuối cùng cũng bị heo ăn. Mặc Họa tâm thần chấn động, khó có thể tin. Lão tổ tiền gia, cứ như vậy mà chết. Mặc Họa vừa rồi đã nói, làm nhiều việc bất nghĩa ắt phải tự sát, làm như vậy sẽ gặp báo ứng. Nhưng đây cũng chỉ là hắn thuận miệng nói mà thôi. Hắn không nghĩ tới, lão tổ tiền gia lại gặp báo ứng, hơn nữa báo ứng tới nhanh như vậy. Mặc Họa nổi lòng phập phồng, nhưng chuyện kế tiếp, đồng dạng khiến Mặc Họa khiếp sợ không thôi. Sau khi nuốt lão tổ tiền gia, con ngươi trắng bệch của Trư Yêu bắt đầu nổi lên màu đỏ tươi. Máu trên người nó lại bắt đầu chảy, yêu lực lại bắt đầu ngưng tụ, vết máu trên người cũng từ đỏ sậm, dần dần biến thành màu đỏ tươi, thậm chí phát ra ánh sáng đỏ chói mắt. Đồng tử Mặc Họa chấn động. Con Trư Yêu này, nó đang luyện hóa dược lực, không chỉ có dược lực luyện hóa từ chuyển thọ hóa nguyên đan, đồng thời cũng đang luyện hóa huyết khí của lão tổ tiền gia. Cùng lúc đó, một cổ khí tức có thể nói là kinh khủng ngưng tụ ở trên người Trư Yêu, để cho người ta toàn thân run rẩy, thậm chí giật mình có đại đạo nghịch loạn, sinh ra ảo giác dị biến. Mặc Họa không biết xảy ra chuyện gì, nhưng lúc này chỉ có một ý niệm trong đầu chạy. Cùng lúc đó, con Trư Yêu kia quay đầu, con ngươi màu máu nhìn về phía Mặc Họa. Lông tơ toàn thân Mặc Họa dựng đứng, thúc giục thể thủy bộ đến mức tận cùng, chạy như điên ra ngoài thạch thất. Chạy chưa được mấy bước, Mặc Họa liền phát hiện phía trước có người, là Dương Thống lĩnh cùng Trương Lan. Trương Lan và Dương thống lĩnh xuất hiện ở cửa động, thấy Mặc Họa sắc mặt tái nhợt, vừa định nói gì, đã bị Mặc Họa lo lắng cắt ngang. Chạy mau, hai người sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chỉ thấy cuối thềm đá lộ ra một cái đầu heo huyết sắc dữ tợn. Hai người kinh hãi, đây là yêu thú gì? Đầu trư yêu kẹt ở cửa thạch thất, đồng tử đỏ tươi xoay một vòng, liếc xéo qua, thấy được Mặc Họa, tê kêu một tiếng, liền trực tiếp đánh tới. Vách đá hai bên giống như đậu hũ, bị thân thể cao lớn của nó chen đến vỡ nát. Trư yêu nhìn cồng kềnh nhưng tốc độ lại cực nhanh, mắt thấy sẽ đuổi kịp. Trương Lan hai người thần sắc ngưng trọng, vội vàng đem Mặc Họa bảo hộ ở sau lưng, muốn đem trư yêu ngăn cản nhất thời nửa khắc, để cho Mặc Họa chạy trối chết. Nhưng khí tức của trư yêu quá mức khủng bố, trong lòng hai người không chắc, lòng bàn tay cũng chảy ra mồ hôi lạnh. Mặc Họa được bọn họ bảo hộ ở phía sau, vừa cảm động vừa nóng vội. Hắn biết, hai người Dương thống lĩnh căn bản không phải đối thủ của con trư yêu tà dị này, cũng căn bản không ngăn được nó. Mạnh mẽ ngăn cản, nhẹ thì trọng thương, nặng thì giống như lão tổ tiền gia, sẽ bị trư yêu ăn thịt. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, linh quang của Mặc Họa lóe lên. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến trên mặt đất còn có trận pháp hắn bố trí xong. Lúc trư yêu xông tới, trận pháp cũng không có bị kích hoạt. Mặc Họa thôi thúc thần thức đến mức tận cùng, trong thạch thất lộn xộn, trong nháy mắt hoàn thành khóa chặt thần thức, tìm được nhất phẩm địa hỏa phục trận hắn bày ra. Không đến một hơi, Mặc Họa chỉ tay vận khí, ngưng tụ thành hỏa cầu thuật. Hỏa cầu theo thần thức của Mặc Họa chỉ tới, bỗng nhiên bay ra, vẽ ra một đường vòng cung, chuẩn xác mà đốt lên trận pháp. Trong thạch thất có một khoảnh khắc tĩnh mịch, giống như là âm thanh cũng bị biến mất. Cùng lúc đó, địa hỏa phục trận nhất phẩm bắt đầu tan rã, Trương Lan và Dương thống lĩnh thì thấy được một màn khó có thể tin. Bọn họ nhìn thấy Mặc Họa lấy tốc độ cực nhanh ngưng tụ thành hỏa cầu, kích hoạt trận pháp trong góc. Nhưng trận pháp này cũng không nổ tung, linh lực bắt đầu nghịch biến, dần dần băng giải, sinh ra linh lực màu đen đứt quãng. Những linh lực sinh ra do băng giải này giống như là dao găm nhỏ bé đen nhánh, từng chút, trong nháy mắt thiên đao vạn quả, bóc lột thân thể trư yêu. Vốn là da ngoài, lại là huyết nhục, cuối cùng là xương cốt, toàn bộ bị linh lực nghịch giải, biến thành bột phấn đen kịt. Lúc trận pháp này băng giải ở vị trí chân sau bên phải của trư yêu, cho nên trong nháy mắt, chân sau của trư yêu liền biến mất, giống như hư không sụp đổ, xóa đi chân phải này của nó. Trư yêu bởi vậy mất cân bằng ngã xuống đất, chặt đứt thế công nhào tới trước. Nhưng mà chỉ trong chốc lát, chỗ chân sau biến mất lại có huyết khí ngưng tụ. Đầu tiên là ngưng tụ thành xương cốt, sau ngưng tụ thành huyết nhục và mạch máu, cuối cùng ngưng tụ thành da ngoài. Lực lượng băng giải làm sao tiêu mất, lực lượng huyết nhục liền tái sinh như thế. Trong lòng hai người Dương thống lĩnh cực độ rung động, đây là trận pháp gì? Linh lực đen hư nhỏ kia là cái gì? Có thể tiêu trừ nhục thân nhị phẩm yêu thú. Đây là yêu thú gì? Vì sao tốc độ tái sinh huyết nhục lại nhanh như vậy? Mặc Họa thấy hai người còn đang sững sờ, nhịn không được dùng cả hai tay, mỗi tay dùng sức vỗ một cái, hô chạy mau, chân sau của trư yêu bị linh lực nghịch biến diệt giải, tuy rằng tái sinh, nhưng trong lúc nhất thời huyết khí không thông, giải dụ còn chưa bò dậy. Lúc này không chạy, còn muốn chạy liền chưa hẳn kịp. Hai người Dương thống lĩnh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, lúc này mới đồng loạt thúc giục thân pháp, chạy ra ngoài cửa động. Chạy một hồi, sau lưng lại truyền đến tiếng rống của trư yêu, nó đã đứng lên. Mọi người âm thầm kinh hãi. Dương thống lĩnh dứt khoát một tay ôm lấy Mặc Họa, kẹp ở bên hông, một tay kéo Trương Lan, mang theo hắn chạy về phía trước. Hắn là tu sĩ trúc cơ, thân pháp nhanh hơn hai người Mặc Họa rất nhiều. Thời gian mấy hơi thở, mấy người liền chạy tới bên ngoài sơn động. Lúc này bên ngoài đã có người. Du trưởng lão, Chu trưởng ty và An lão gia tử đều có mặt. Bọn họ men theo linh đang cảm ứng đi tới cửa hang, còn chưa kịp tìm được vị trí cụ thể, liền nghe được trong động chấn động, có tiếng gào thét truyền đến. Bọn họ không rõ nội tình, chỉ có thể trước tiên chờ ở cửa động. Chu trưởng ty thấy thần sắc ba người Mặc Họa bối rối, sắc mặt trắng bệch, không khỏi nhíu mày hỏi xảy ra chuyện gì. Dương thống lĩnh vừa định nói gì, đã bị Mặc Họa nắm chặt ống tay áo. Mặc Họa thở hổn hển, không nói gì khác, chỉ nói, chạy mau. Mấy người Chu trưởng ty hai mặt nhìn nhau, mấy tu sĩ trúc cơ chúng ta đều ở đây, cho dù là lão tổ tiền gia cũng có sức đánh một trận. Mặc Họa lắc đầu, lão tổ tiền gia bị ăn, không chỉ chúng ta phải chạy, tất cả tu sĩ lục soát núi, toàn bộ đều phải chạy ra khỏi núi sâu. Trong giọng nói của Mặc Họa mang theo hồi hộp thật sâu. Con heo kia thật đáng sợ. khí tức trên người nó, khiến Mặc Họa cảm thấy vừa quen thuộc vừa quỷ dị. Quen thuộc chính là, khí tức của nó tương tự với lực lượng trận pháp băng giải, dường như đều mơ hồ ẩn chứa lực lượng thiên đạo. Quỷ dị chính là, loại khí tức này lại hoàn toàn tương phản với lực lượng trận pháp băng giải, càng giống như lực lượng tái sinh sinh sôi không ngừng. Trang Tiên Sinh đã nói, đại đạo sinh diệt, có sinh liền có diệt. Nếu như trận pháp bị phá giải, vậy con heo này chính là lực tái sinh, hướng tử mà sinh, rõ ràng đã chết, nhưng lại sống lại. Đáy lòng Mặc Họa phát lạnh, hắn không biết con heo này rốt cuộc lợi hại ở đâu, nhưng lâu dài vẽ trận pháp lấy được thể ngộ đại đạo, cùng với sợ hãi không hiểu trào ra từ đáy lòng nói cho hắn biết, nếu như lúc này không chạy, tất cả bọn họ đều phải chôn vùi trong miệng trư yêu này, mọi người nghe vậy, cũng đều đại kinh thất sắc. Lão tổ tiền gia, bị ăn rồi. Lão già kia đa mưu túc trí, tu vi thâm hậu, dưới sự vây công của mấy trúc cơ tiền kỳ và đạo binh, trưởng lão tiền gia đều có thể bứt ra rút lui, lại bị con heo này ăn. Chu trưởng ty không cần nghĩ ngợi, quả quyết nói, chúng ta rút. Lúc này trong sơn động lại truyền đến tiếng vang. Tựa hồ là con heo kia đang chạy qua trái phải, đâm nát vách đá, đồng thời khí tức từ cửa hang truyền đến cũng càng ngày càng huyết tinh đáng sợ. Đám người không còn kéo dài, lập tức bước ra rút lui. Dương thống lĩnh dắt Trương Lan, Du trưởng lão thì cõng Mặc Họa lên lưng. Mọi người vừa rút lui, vừa tiếp cận doanh địa ven đường, để mọi người truyền lời xuống thâm sơn kinh biến, sợ có đại nạn, tất cả tu sĩ phải lập tức rút lui. Trong đêm khuya, sự yên tĩnh của núi sâu bị phá vỡ, tu sĩ lục soát núi sau khi bối rối, đều có thứ tự rút khỏi từ núi sâu. Một canh giờ sau, bao gồm cả Mặc Họa, tất cả tu sĩ đều hội tụ đến chân núi Thâm Sơn. Nơi này là giao giới giữa Thâm Sơn và Nội Sơn, đi vài bước đường thì sẽ đến Nội Sơn, cũng tương đối an toàn hơn chút ít. Du trưởng lão buông Mặc Họa xuống, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, trong núi sâu đột nhiên xảy ra dị biến. Trong đêm tối, một đạo huyết khí phóng lên tận trời, ngọn núi sụp đổ, một con trư yêu khổng lồ mà máu tanh chợt hiện thế, tiếng gào thét đáng sợ, tựa như muốn xé rách đêm tối. Không chỉ đám người Mặc Họa thấy được một màn này. Giờ này khắc này, tu sĩ ở Thông Thiên Thành xa xa đều có cảm giác, đều ngẩng đầu, liền thấy được huyết khí ngút trời kia. Cổ sát khí cùng hung lệ kia, khiến tâm thần của tất cả tu sĩ đều chấn động. Một vài săn yêu sư lớn tuổi càng khó có thể tin, hoảng sợ không hiểu rung giọng nói, đây là đại yêu a. Du trưởng lão đứng ở bên cạnh Mặc Họa nhìn thấy bộ dáng của trư yêu hôm nay, cảm nhận được cổ khí tức này, nhớ lại lời đồn xa xưa trong liệt yêu sư, trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, thất thanh nói, đại yêu xuất thế. Du trưởng lão sắc mặt trắng bệch, nhưng cái này làm sao có thể a? Thâm Sơn chính thức trở thành cấm địa chân chính, vô luận ngày đêm đều có thể nhìn thấy huyết khí trùng thiên, cùng với con trư yêu màu máu chiếm cứ trên đỉnh núi kia. Trư yêu đang luyện hóa dược lực của chuyển thọ hóa nguyên đan. Nói là luyện hóa, không bằng nói là đồng hóa. Đan này vốn là luyện thành ở trong cơ thể nó, lại bị cưỡng ép tách ra, bây giờ chỉ là vật quy nguyên chủ mà thôi. Trư yêu luyện hóa huyết khí chậm chạp, nhìn như muốn thật lâu, nhưng dù lại lâu, cũng sẽ có một ngày luyện hóa xong. Thời gian chậm rãi trôi qua, huyết khí của trư yêu càng dày đặc, khí tức cũng càng khủng bố. Trên mặt tất cả tu sĩ trong Thông Thiên Thành đều là mây đen giăng đầy. Vẻ mặt đám người Du trưởng lão càng thêm ngưng trọng. Mưa gió sắp tới, đại kiếp nạn buông xuống. Trong lòng Mặc Họa nghi hoặc đến cực điểm. Đại yêu là gì? Vì sao con heo kia lại biến thành đại yêu? Lại vì sao đại yêu lại mang ý nghĩa là đại kiếp? Những bí văn tu đạo này, lúc trước hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua. Mặc Họa liền đi hỏi Du trưởng lão. Du trưởng lão thở dài. Cái gọi là đại yêu, là cách nói của săn yêu sư, chỉ yêu thú cực kỳ cường đại, không phải sức người có khả năng chống lại, có thể hủy diệt một thành một giới. Yêu thú có thực lực gì mới có thể được coi là đại yêu chứ, nhị phẩm trở lên sao? Mặc Họa hỏi. Du trưởng lão lắc đầu, đại yêu không đơn thuần dựa theo phẩm giai để tính. Mặc Họa suy nghĩ một chút, là căn cứ vào phẩm giai của châu giới để tính sao? Du trưởng lão gật đầu, giải thích cho Mặc Họa, trong châu giới nhị phẩm, đại yêu đó chính là nhị phẩm, châu giới tam phẩm, đại yêu chính là tam phẩm. Cứ thế mà suy ra, yêu thú cường đại có phẩm giai gần với giới hạn cao nhất được gọi là đại yêu, nhưng vì sao con heo kia có thể trở thành đại yêu? Mặc Họa nghi hoặc nói. Con heo kia, bất quá chỉ là ăn trưởng lão tiền gia, thậm chí một lần bỏ mình, vì cái gì đột nhiên liền biến thành đại yêu đâu, điều này ta cũng không biết. Du trưởng lão chua xót nói, đại yêu từ trước đến giờ chỉ là truyền thuyết, làm sao lại tới, ai cũng không nói rõ được. Thông Thiên Thành lần trước có ghi chép về đại yêu, vẫn là 2-3 ngàn năm trước. Lần đó đại yêu bị giết rồi sao? Không có. Du trưởng lão lắc đầu nói, đại yêu không bị giết. Mặc Họa sửng sốt, vậy nó là chết như thế nào? Chết đói. Chết đói. Mặc Họa lắp bắp kinh hãi. Đây là cách chết mà Mặc Họa hoàn toàn không nghĩ tới. Trong ánh mắt Du trưởng lão ẩn chứa sự sợ hãi thật sâu, nó ăn hết toàn bộ tu sĩ Thông Thiên Thành, ăn hết toàn bộ yêu thú Đại Hắc Sơn, ăn hết tất cả những thứ có thể ăn, cuối cùng hơn 100 năm không có đồ ăn, cuối cùng mới hao hết huyết khí, chết đói. Mặc Họa hít một hơi khí lạnh, ăn hết, tu sĩ của toàn bộ Thông Thiên Thành. Du trưởng lão gật đầu, không sai. Không giết được sao, có thể giết chết thì tu sĩ của một thành cũng sẽ không bị ăn hết. Du trưởng lão cười khổ. Vì sao lại không giết được? Mặc Họa rất là nghi hoặc. Chẳng qua chỉ là yêu thú nhị phẩm, cho dù mạnh hơn nữa, cũng luôn có biện pháp giết chết đi. Cho dù trúc cơ không đủ, cũng còn có luyện khí, liệp yêu sư không đủ, còn có đạo binh, nhiều tu sĩ như vậy hợp lực, coi như là cứng rắn hao tổn, cũng có thể mài chết đại yêu đi. Du trưởng lão chỉ vào chân trời nói, ngươi có nhìn thấy đạo huyết khí kia không? Mặc Họa ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy trên núi sâu, đạo huyết khí ngút trời của trư yêu. Là bởi vì huyết khí quá thâm hậu sao? Mặc Họa suy tư một lát sau nói. Du trưởng lão gật đầu, đại yêu công kích chỉ mạnh hơn yêu thú cùng giai một chút, nhưng khó giải quyết nhất chính là huyết khí của nó. Huyết khí đại yêu vô cùng thâm hậu, gần như gấp mấy chục lần yêu thú cùng phẩm. Mặc Họa nghe mà tê cả da đầu, huyết khí lại thâm hậu như vậy, đây còn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Du trưởng lão tiếp tục nói, đáng sợ nhất là nó thông qua ăn thịt người để khôi phục huyết khí. Muốn ỷ vào nhiều người mà mài chết đại yêu là điều không thể nào. Đại yêu huyết khí thâm hậu, tất nhiên thảo phạt đại yêu là một trận chiến kéo dài, không thể không có người thương vong. Nhưng một khi có người thương vong, sẽ bổ sung huyết khí cho đại yêu. Cứ thế kéo dài tình thế, tất cả tu sĩ đều sẽ rơi vào trong miệng đại yêu, bị nó ăn sống nuốt tươi, trừ phi một người không chết, nếu không tu sĩ cũng chỉ là để đại yêu bổ huyết đan. Nhưng đại yêu đáng sợ như vậy, thảo phạt đại yêu lại làm sao có thể một người không chết? Đáy lòng Mặc Họa toát ra hàn ý, lại nhíu mày hỏi, vậy bây giờ nên làm gì đây? Du trưởng lão lắc đầu, ngữ khí ngưng trọng nói, hy vọng duy nhất chính là chúng ta đều nhìn lầm. Con heo kia kỳ thật cũng không phải là đại yêu, như vậy đạo đình ti có thể dâng thượng thư cho đạo đình, có thể mời càng nhiều tu sĩ trúc cơ đến đây vây quét. Nếu là đại yêu thì sao? Nếu như đạo đình xác định con heo kia chính là đại yêu. Du trưởng lão thở dài, chúng ta chỉ có thể nghĩ biện pháp dời thành. Dời thành? Mặc Họa sửng sốt. Đúng vậy. Du trưởng lão gật đầu nói, tất cả tu sĩ Thông Thiên Thành, toàn bộ dời đi nơi khác, mưu sinh kế khác. Bằng không mà nói, một khi đại yêu luyện hóa xong huyết khí, bắt đầu kiếm ăn, ăn xong yêu thú, tiếp đó ăn người, sớm muộn cũng giống như 2-3 ngàn năm trước, ăn sạch toàn bộ tu sĩ Thông Thiên Thành. Thần sắc Du trưởng lão vô cùng khổ sở. Đây chính là thiên địa đại tai, thậm chí là tai bay vạ gió, chúng ta cũng không có biện pháp. Mặc Họa có chút thất thần. Hắn không ngờ sự việc lại thật sự nghiêm trọng đến mức này. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, đại yêu chỉ là yêu thú cường đại một chút mà thôi, chỉ cần đồng tâm hiệp lực, chắc chắn sẽ có biện pháp giết chết. Thật không nghĩ đến đại yêu lại thật sự có ý nghĩa, đại kiếp nạn, sẽ làm cho tu sĩ dời thành. Nhưng trong lòng Mặc Họa biết, thay vì nói là dời thành, kỳ thật càng giống như là chạy trốn. Sẽ dời đi đâu đây? Mặc Họa hỏi, phụ cận hẳn là không có chỗ cho tu sĩ ở chứ. Hơn nữa cho dù muốn dời, cũng không có khả năng dời Thông Thiên Thành một mình, tất cả tiểu tiên thành gần đó đều phải dời. Như vậy, tu sĩ dời thành càng nhiều, có thể cung cấp chỗ ở thì càng ít. Bình thường sẽ dời về phía nam, tiếp cận man hoang biên cảnh, nơi đó phần lớn là đất hoang chưa khai khẩn, có yêu thú, có man tộc. Du trưởng lão than thở một tiếng, chỉ là cứ như vậy, cuộc sống sẽ rất gian khổ. Lặn lội đường xa, một đường màn trời chiếu đất, trên đường có nguy hiểm không thể dự đoán, điểm cuối không cần nói cũng biết là gian khổ cỡ nào. Tâm tình Mặc Họa cũng có chút sa sút. Hy vọng con trư yêu kia không phải là đại yêu thật đi, nhưng Mặc Họa trong lòng mơ hồ biết, điều này không có khả năng. Bởi vì hắn đã tận mắt nhìn thấy trư yêu, cũng đã từng dùng trận pháp băng giải gây thương tích cho trư yêu, biết rõ lực tái sinh huyết nhục của trư yêu huyền diệu khó lường, không giống như bình thường mà tiếp cận đạo, tuyệt không phải yêu thú bình thường có thể so sánh. 3 ngày sau, đạo đình ti truyền đến văn thư, trên đó viết, lịch đạo cảnh năm 204, Hắc Sơn Châu nhị phẩm, heo yêu làm loạn. Được Khâm Thiên giám nhận định, đây là đại yêu, tên là Phong Không. Khi Đạo Đình Ti nghiên cứu ứng đối định sách, bảo đảm an bình một chỗ. Nếu không có cách ứng thiên, có thể cân nhắc công việc dời thành. Nội dung của phong văn thư này, Mặc Họa là từ trong miệng Trương Lan biết được. Đạo Đình truyền đến văn thư, Trương Lan nhận được tin tức, biết không thể làm gì, không khỏi có chút buồn khổ, liền chạy đến quán ăn uống rượu, thuận tiện đem chuyện này nói với Mặc Họa. Đạo Đình không có biện pháp khác sao? Mặc Họa hỏi Trương Lan. Nếu Đạo Đình có biện pháp, đại yêu sẽ không bị cho rằng là một trong những đại tai nữa. Mặc Họa vẫn không rõ, Đạo Đình không thể phái tu sĩ Kim Đan tới giết con heo kia sao, là Phong Không? Trương Lan sửa đúng, chỉ cần trở thành đại yêu, sẽ có tên ghi vào sử sách tu đạo, trong lịch sử tu đạo, đại yêu họ heo, bình thường đều gọi là Phong Không. Trương Lan uống một hớp rượu, thở dài, không thể mời đến Kim Đan, bọn họ sợ chết sao? Trương Lan lắc đầu, nhị phẩm đại yêu, tu sĩ Kim Đan không giết được thì cũng có thể chạy thoát. Bọn họ sợ, Trương Lan chỉ lên trời, là pháp tắc thiên đạo. Cái đó và pháp tắc thiên đạo có quan hệ gì? Mặc Họa không rõ. Trương Lan không đáp mà hỏi ngược lại, hiện tại chúng ta đang ở châu giới nào? Hắc Sơn châu giới. Cách nói hoàn chỉnh một chút thì sao? Mặc Họa ở Thông Thiên môn học qua địa lý tu đạo, hắn học rất chăm chú, nhớ rõ, cho nên mặc dù không liên nghiệp, vẫn đáp được, liền nói địa vực tu giới, chia ra 9 châu, dưới châu phân khu vực, trong giới có Tiên Thành. Thông Thiên Thành lệ thuộc vào địa giới Đại Hắc Sơn Ly Châu, tên tỉnh Khước Châu, gọi tắt là Hắc Sơn Châu giới. Trương Lan gật đầu, lại hỏi, mấy phẩm? Mặc Họa sửng sốt, đáp, nhị phẩm. Tại sao lại là nhị phẩm chứ? Bởi vì cao nhất chỉ có tu sĩ trúc cơ. Mặc Họa cảm thấy Trương Lan đang hỏi lời thừa thải, nhưng lại cảm thấy Trương Lan không thể nào nói nhảm, suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, Kim Đan là tam phẩm, vượt qua hạn mức cao nhất của châu giới nhị phẩm, cho nên không thể tới, cũng không phải không thể tới, chỉ là không thể vận dụng tu vi nhị phẩm trở lên. Trương Lan giải thích, một tu sĩ Kim Đan không thể sử dụng tu vi Kim Đan, đến đây thì có ích lợi gì chứ, nếu như cưỡng ép sử dụng, sẽ như thế nào? Mặc Họa hỏi. Dùng sức mạnh, sẽ chết. Trương Lan trầm giọng nói. Sẽ chết. Mặc Họa lắp bắp kinh hãi. Sẽ chết. Trương Lan gật đầu, suy nghĩ một chút, lại nói, cho nên ngươi nói bọn họ sợ chết nên mới không dám tới, thật ra cũng coi như đúng. Vì sao? Mặc Họa vẫn không rõ. Trương Lan thở dài, đây là quy tắc của thiên đạo, khi đạo đình mới thành lập, đã định nơi này là nhị phẩm, vậy tất cả tu sĩ ở đây, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng tu vi trúc cơ, một khi vượt qua giới hạn này, sẽ bị thiên đạo gạt bỏ, không có ngoại lệ sao? Mặc Họa hỏi. Trương Lan nói chắc như đinh đóng cột, không có, phía trên Kim Đan thì sao? Trương Lan nói, đừng nói Kim Đan, cho dù là Đại Thừa, chỉ cần không thành tiên, nhất định phải tuân theo hạn chế của thiên đạo, một khi ngỗ nghịch pháp tắc này, bất luận tu vi cao bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, đều sẽ bị đại đạo trực tiếp gạt bỏ, từ đó thân tử đạo tiêu, cho dù là đạo quân quân lâm Cửu Châu của đạo đình, cũng sẽ không ngoại lệ, đây chính là pháp tắc thiên đạo. Trương Lan nghiêm túc nói, thiên đạo áp đảo vạn sự vạn vật, cùng với trên ức vạn tu sĩ. Mặc Họa trong lòng chấn động, lập tức chậm rãi nhíu mày, nếu như tuân theo pháp tắc này, chẳng phải có nghĩa là trong một giới, tu sĩ căn bản không có cách nào đối kháng với đại yêu, tu sĩ cấp cao không thể tham gia, tu sĩ cấp thấp không thể chống lại. Đối với tu sĩ có tu vi cao cường như lão tổ Tiền gia, còn có thể ỷ vào người đông thế mạnh, tu sĩ đồng tâm hiệp lực chế ngự. Nhưng đối mặt với đại yêu như Phong Không, nhiều người cũng vô dụng, tiêu hao hết huyết khí, nó ăn thịt người, sẽ lại bổ sung trở về. Càng nhiều người, có lẽ đại yêu sẽ càng mạnh. Trương Lan thở dài, nói trong giới này, đại yêu vô địch, cơ bản xem như là nhận thức chung của tu giới, nếu không, đạo đình cũng sẽ không có ý định dời thành, đây thật sự là hành động bất đắc dĩ. Nhưng đại yêu kiểu gì cũng sẽ chết đi. Mặc Họa nói. Trương Lan gật đầu, đó là tự nhiên, vạn vật trên thế gian, có sống có chết, đại yêu có mạnh hơn nữa cũng chỉ là yêu, mà không phải tiên, đương nhiên sẽ chết. Đại yêu bình thường, đều là chết như thế nào? Mặc Họa lại hỏi. Trương Lan suy nghĩ một chút, đáp, có đại yêu sau khi ăn xong một giới liền chết đói, cũng có đại yêu sống mấy ngàn năm già yếu mà chết, có mơ mơ hồ hồ sau khi đột phá cảnh giới bị thiên đạo pháp tắc gạt bỏ, còn có chính là bị gia tộc cùng tông môn hợp lực trấn giết, hợp lực trấn sát. Mặc Họa thần sắc khẽ động. Cái này ngươi đừng nghĩ nữa. Trương Lan đoán ra suy nghĩ trong lòng Mặc Họa, bỏ đi ý nghĩ của Mặc Họa, có thể trấn giết đại yêu gia tộc và tông môn, đều truyền thừa hơn 1000 thậm chí hơn vạn năm, nội tình thâm hậu, đệ tử tông môn tu vi cường đại, còn có đại trận hộ phái làm chỗ dựa, lúc này mới có thể trấn giết đại yêu, dù vậy, cũng sẽ đại thương nguyên khí, trả giá cực kỳ thê thảm đau đớn. Nếu không phải có đại yêu xuất hiện ở bổn tông của bọn họ, hoặc là địa giới của bổn phái, trực tiếp uy hiếp đến căn cơ đạo thống của bọn họ không có lựa chọn nào khác, bằng không cũng sẽ không liều lĩnh đi tru sát đại yêu. Thông Thiên Thành này, căn bản không có thế lực có nội tình như vậy. Huống chi loại chuyện này, bản thân cũng cực khó khăn, cho dù ở trong điển tịch của thế gia tông môn, ghi chép tương tự cũng là ít càng thêm ít. Mặc Họa có chút thất vọng. Quả nhiên có thể nghĩ biện pháp, người khác đều nghĩ qua, biện pháp có thể sử dụng, người khác cũng đều dùng qua. Đạo đình phát triển hơn 2 vạn năm, hạng người kinh tài tuyệt diễm vô số, tu sĩ khác lại đều không phải kẻ ngốc, không có khả năng ngươi nghĩ đến, người khác không nghĩ tới. Nhưng nghi hoặc của Mặc Họa không chỉ không giảm bớt, ngược lại càng nhiều hơn. Vậy tại sao lại phải định phẩm châu giới chứ? Nếu như không có định phẩm, tu sĩ cấp cao không phải có thể trấn sát đại yêu sao? Định phẩm này là dựa theo cái gì để định ra? Vì sao nơi này của chúng ta nhất định là nhị phẩm châu giới? Quy tắc thiên đạo bị mạt sát, cụ thể là thiên đạo gì, quy tắc gì, làm sao bị mạt sát đây? Miệng lưỡi Mặc Họa lanh lợi, liên tục hỏi một chuỗi vấn đề như pháo liên thanh. Trương Lan nghe mà tê cả da đầu. Cho nên nói, người quá thông minh không phải là chuyện tốt gì. Người một khi thông minh, vấn đề liền nhiều, vấn đề càng nhiều, liền để cho người đau đầu. Đề cập đến trù tính chung của đạo đình, phân chia Cửu Châu, cách cục thiên địa, Trương Lan cũng không trả lời được, hơn nữa cũng không thể nói bậy bạ. Một là sẽ làm hỏng người con cháu, khiến nhận thức tu đạo của Mặc Họa sinh ra sai lầm. Hai là Mặc Họa hiện tại đã không tính là tiểu bạch tu đạo, thậm chí ở trên trận pháp, so với hắn biết nhiều hơn nhiều, hắn nói bậy một trận, rất dễ dàng bị Mặc Họa phát hiện sơ hở. Biết thì biết, không biết thì không biết, không nên nói bậy. Mất chút mặt mũi thì mất đi. Trương Lan đành phải nói sự thật, những chuyện này ta cũng không biết được rồi. Mặc Họa có chút tiếc nuối. Trương Lan tuy xuất thân thế gia, nhưng dù sao vẫn là luyện khí, không biết cũng có thể hiểu được. Chỉ là Mặc Họa vẫn chưa từ bỏ ý định, chuyện đại yêu này thật sự không còn cách nào sao? Trương Lan vỗ vỗ vai hắn ở trước mặt thiên đạo, tu sĩ thật ra là phi thường nhỏ bé, tu sĩ cả đời cầu đạo, nhưng thường thường càng tìm tòi, càng biết đại đạo cao thâm khó lường, không phải nhân lực có thể thấy rõ, đại đạo dị số tai biến, cũng không phải nhân lực có khả năng chống lại. Nói cách khác, chính là không có cách nào. Mặc Họa thấp giọng nói, vậy chúng ta chỉ có thể dời thành. Trương Lan thở dài, qua mấy ngày nữa, đạo đình ti lại thương nghị một chút, nếu thực sự không được, cũng chỉ có thể đi mang hoang chi địa phía nam thôi. Nhưng kỳ thật cũng không có gì để thương nghị, chỉ bất quá không đến cuối cùng, tất cả mọi người không hạ quyết định được mà thôi. Dù sao một khi dời thành, chính là xa xứ, lang bạc kỳ hồ, hơn nữa con đường phía trước xa vời. Mặc Họa không cam lòng, đồng thời cũng có hoang mang. Hắn muốn làm rõ chuyện này. Ngày hôm sau, hắn liền đi bái phỏng Trang Tiên Sinh. Tiên Sinh, vì sao lại có đại yêu, vì sao châu giới lại vì định phẩm? Trang Tiên Sinh yên lặng nhìn Mặc Họa một cái, ngươi muốn biết sao? Mặc Họa gật đầu. Trang Tiên Sinh trầm mặc hồi lâu, sau đó mới nói, ta có thể nói cho ngươi biết nhân quả đại đạo trong này, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, không được nói với người khác, nếu không sẽ rước họa vào thân. Mặc Họa biến sắc, gật đầu. Trang Tiên Sinh khẽ thở dài, mở miệng nói, vạn vật thế gian, đều bắt nguồn từ đạo. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Đại yêu cũng được, định phẩm cũng được, đều là sự vật do đại đạo diễn sinh. Vi phạm thiên đạo, sinh ra tai nghiệt, sẽ có đại yêu. Thiên đạo chế hành, Cửu Châu phân chia, mới có định phẩm. Trang Tiên Sinh lời ít mà ý nhiều nói. Mặc Họa nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Trang Tiên Sinh liền giải thích thêm cho hắn, cái gọi là đại yêu, là một loại đại đạo tai nghiệt. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, có trái với luân lý, sẽ sinh ra tai nghiệt. Có thiên đạo tai nghiệt làm trái, gọi chung là đạo nghiệt. Mà đại yêu, chính là một loại đạo nghiệt. Đạo nghiệt là cách nói của Khâm Thiên giám trong đạo đình, đối ngoại sẽ không đề cập. Bởi vì đạo đình tự nhận phụng thiên thừa đạo, thiên địa nếu có đạo nghiệt, thì chứng minh đạo đình có tội, trái với thiên đạo. Trang Tiên Sinh thần sắc nghiêm túc, nhìn Mặc Họa nói, cho nên lời này rơi vào tai ngươi, không thể để ngoại nhân biết. Nhất là cái từ đạo nghiệt này. Mặc Họa thần sắc nghiêm nghị, trịnh trọng gật gật đầu. Sau đó Mặc Họa suy nghĩ một chút, chậm rãi nói, cho nên con heo kia trở thành đại yêu, là bởi vì chuyện lão tổ tiền gia làm ra, suy nghĩ như thế, thương thiên hại lý, làm trái thiên đạo, lúc này mới ở trong cơ thể heo yêu, thai ngén ra đạo nghiệt, dù sao hắn giết người 200-300 năm, luyện hơn 200 năm nhân thọ đan, lại nuôi hơn 100 năm chuyển thọ hóa nguyên đan, không biết phạm vào bao nhiêu sát nghiệt. Trang tiên sinh khẽ gật đầu, nói đơn giản thì là như vậy, nhưng trong này, thật ra còn có người khác quấy phá, bây giờ ngươi không biết thì thỏa đáng. Là một đạo nhân quỷ dị sao? Trang tiên sinh sửng sốt, ánh mắt dần dần sắc bén hẳn lên. Ngươi nghe ai nói, lão tổ tiền gia, còn có một đan sư trẻ tuổi của luyện đan thành, bọn họ đều nhắc tới một đạo nhân. Mặc Họa nói đúng sự thật, tà công và đan phương chuyển thọ hóa nguyên đan đều là từ đạo nhân cho, nhưng ta không biết, đạo nhân mà bọn họ nói có phải cùng một người hay không. Trang tiên sinh lại đè bả vai Mặc Họa xuống, thần sắc nghiêm trọng nói, không nên đề cập, càng đừng suy nghĩ, quên đạo nhân kia đi. Mặc Họa muốn hỏi vì sao, nhưng nhìn thấy vẻ mặt Trang tiên sinh chưa bao giờ ngưng trọng như thế, liền gật đầu đáp ứng nói, vâng tiên sinh. Trang tiên sinh khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mặc Họa chưa bao giờ nhìn thấy có người có thể khiến Trang tiên sinh kiên kỵ như thế. Nhưng Trang tiên sinh không cho nhắc đến, hắn cũng không nghĩ đến nữa, ngược lại hỏi những vấn đề khác, tiên sinh, định phẩm châu giới kia là chuyện gì xảy ra, ngươi muốn biết cái gì? Trang tiên sinh liếc nhìn Mặc Họa. Mặc Họa sửa sang lại mạch suy nghĩ, tiếp tục nói, vì sao đạo đình phải định phẩm cho châu giới, nếu như không có định phẩm, sẽ không có hạn chế tu vi, đạo đình liền có thể điều động tu sĩ cấp cao đến trấn giết đại yêu, cũng sẽ không dẫn đến sinh linh đồ tháng bên trong châu giới. Định phẩm của đạo đình là dựa vào cái gì? Trang tiên sinh hỏi ngược lại. Mặc Họa suy nghĩ một chút, nói, cuộc giết chết pháp tắc thiên đạo, bởi vì nếu như không có pháp tắc thiên đạo cưỡng ép xóa bỏ, tu sĩ kia mặc dù không căn cứ phẩm cấp châu giới làm việc, cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Cái gọi là định phẩm châu giới, liền thùng rỗng kêu to. Pháp tắc thiên đạo là cái gì? Trang tiên sinh hỏi. Mặc Họa sửng sốt một chút, nhỏ giọng thầm thì nói, cái này ta làm sao biết? Trang tiên sinh khẽ lắc đầu, ngươi cũng biết đấy. Mặc Họa vẻ mặt kinh ngạc, ta biết từ lúc nào? Tại sao ta lại không biết? Mặc Họa nhíu mày suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên đáy lòng nhảy dựng, kinh ngạc nói, chẳng lẽ là trận pháp? Trang tiên sinh gật đầu nói, không sai. Nhưng mà, ở đâu có trận pháp? Mặc Họa đoán được, nhưng vẫn nghĩ không ra. Trang tiên sinh chỉ lên trời, Mặc Họa không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy bầu trời mênh mông, vô biên vô hạn, biển mây bốc lên, huyền diệu vô tận. Bầu trời này, chính là một trận pháp. Trang tiên sinh trầm giọng nói. Mặc Họa tâm thần chấn động, nhịn không được thất thanh nói, đây là trận pháp, không sai. Trang tiên sinh gật đầu, ánh mắt thâm thúy nói, hơn nữa không phải trận pháp bình thường, đây là một tòa đại trận, là đại trận cường đại nhất mà thế gian này đã biết, đại trận cường đại nhất. Mặc Họa thất thần, lẩm bẩm nói, vậy chẳng phải là? Trang tiên sinh gật đầu nói, tiên thiên đại trận, cũng chính là trận pháp tiên phẩm trong truyền thuyết. Mặc Họa trong lòng rung động không hiểu, thật lâu không thể nói nên lời. Ngẩng đầu ba thước có trời xanh, thì ra bầu trời xanh này lại chính là trận pháp cường đại nhất thế gian. Thì ra thế gian này, trận pháp cường đại nhất, vẫn luôn treo ở trên trời xanh, bao trùm mỗi một tấc đất của tu giới, che đậy mỗi một tu sĩ. Đây rốt cuộc là thủ bút thông thiên bậc nào? Mặc Họa ngẩng đầu nhìn trời, cảm giác sâu sắc bản thân nhỏ bé, cùng trận đạo vô tận. Trang tiên sinh thần sắc kính sợ nói, trận này ẩn chứa thiên đạo pháp tắc chân chính, phía dưới trận pháp, chúng sinh bình đẳng, chỉ cần xúc phạm cấm kỵ trận pháp này, vô luận thân phận quý tiện, tu vi cao thấp, đều sẽ bị đối xử bình đẳng gạt bỏ. Cho nên trận này còn có tên là Thiên Đạo Đại trận thiên đạo. Mặc Họa lẩm bẩm nói, khắc sâu cái tên này vào trong đầu, đồng thời lại sinh lòng chờ mong. Hắn hy vọng có một ngày, mình cũng có thể vẽ ra trận pháp thông thiên triệt địa như vậy. Mặc Họa không khỏi hỏi, vậy tiên sinh, trận pháp này là ai vẽ, là tiên nhân sao? Trang tiên sinh lắc đầu nói, lúc đạo đình mới sáng lập, đã có trận pháp này, không ai biết lai lịch của trận pháp này, không ai biết trận pháp này là do ai làm ra. Người vẽ trận, cho dù không phải là tiên nhân, ít nhất cũng là đại năng tu sĩ bước vào tiên đạo. Cho nên mọi người gọi trận pháp này là tiên thiên đại trận, mang ý nghĩa là tiên thiên sinh ra trong thiên địa. Đạo đình chính là căn cứ vào thiên đạo đại trận này, phân định phẩm giai châu giới, đại trận châu giới nào đó, hạn định cảnh giới gì, sẽ bị định là mấy phẩm. Trang Tiên Sinh thở dài, chỉ là tu sĩ biết đến, thiên đạo đại trận, lác đác không có mấy. Thậm chí rất nhiều trận sư cũng không tin, trời xanh này kỳ thật chính là một đại trận. Mặc Họa không khỏi hỏi, là bởi vì không có truyền thừa, cho nên không biết sao, Trang Tiên Sinh lắc đầu, mặc dù có ghi chép truyền thừa, bọn họ cũng không tin. Mặc Họa hơi giật mình, vì sao? Trang Tiên Sinh lấy tay chỉ trời, hỏi Mặc Họa, ngươi có thể nhìn thấy gì từ trên trời? Mặc Họa ngẩng đầu nhỏ lên, nhìn trời một hồi lâu, nhìn đến mức cổ cũng mỏi, lúc này mới chần chờ nói, có mây, ngoài ra thì sao? Mặc Họa lắc đầu, không có. Trang Tiên Sinh gật đầu nói, đúng vậy, không có trận văn, cũng không có trận xu, ngay cả trận môi là cái gì cũng không biết, càng không có trận nhãn, sao có thể nói là trận pháp chứ? Tiên Sinh, ngài cũng không nhìn thấy sao? Trang Tiên Sinh nhìn Mặc Họa, ôn hòa cười nói, ta cũng giống như ngươi, cũng không nhìn thấy gì cả, không riêng gì ta, tu sĩ tu giới này so với ta tu vi thâm hậu, trận pháp tạo nghệ cao thâm hơn, cũng không nhìn thấy cái gì. Nếu cái gì cũng không nhìn thấy, không có cái gì, sao có thể nói là trận pháp chứ? Nhưng điển tịch tu đạo không phải có ghi lại sao? Mặc Họa hỏi. Những ghi chép trên thế gian đều có thể có sai lầm, cũng không thể tin hoàn toàn vào điển tịch tu đạo. Trang Tiên Sinh giải thích. Như vậy à? Mặc Họa gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn trời, chỉ cảm thấy trời xanh vô hạn, mây trôi mịt mờ, tự hồ ẩn chứa ảo diệu vô biên vô hạn, lại sinh sôi không thôi. Mặc Họa có chút hiểu được, vẻ mặt chắc chắn nói, Tiên Sinh, đây nhất định là trận pháp. Trang Tiên Sinh khẽ mỉm cười, vì sao? Mặc Họa lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng ta cảm giác nó là như vậy. Trang Tiên Sinh giật mình, lập tức sờ sờ đầu Mặc Họa, nhẹ giọng nói, trực giác của trận sư là thể ngộ đối với thiên đạo, có lúc cũng rất quan trọng, hy vọng tương lai ngươi có một ngày thật sự có thể từ trên trời này nhìn ra trận pháp. Mặc Họa được Trang Tiên Sinh kỳ vọng, nghiêm túc gật gật đầu. Lập tức hắn lại nghi ngờ nói, Tiên Sinh, nếu trên trời này thật sự có thiên đạo đại trận, mục đích của đại trận này là cái gì? Hoặc là nói, loại thiên đạo pháp tắc này, có ý nghĩa gì đâu? Ánh mắt Trang Tiên Sinh ngưng lại, trầm giọng nói bốn chữ, thiên đạo kiềm chế. Mặc Họa hình như có sở ngộ, nhưng trong lúc nhất thời, vẫn không nghĩ thông thấu. Trang Tiên Sinh ngẩng đầu, nhìn bầu trời thưa thớt, chậm rãi nói, ta cũng giống như ngươi, cũng cho rằng thiên đạo đại trận là tồn tại, chỉ là những tu sĩ chúng ta thần thức không đủ, trận pháp tạo nghệ nông cạn, nhìn không ra mà thôi. Giả thiết thiên đạo đại trận thật sự tồn tại, Trang Tiên Sinh nhìn về phía Mặc Họa, nói tiếp, như vậy nếu như châu giới không định phẩm giai, không hạn chế tu vi, không có thiên đạo đại trận chế hành, tu đạo giới này sẽ là dạng gì? Mặc Họa suy nghĩ một hồi, châm trước nói, sẽ rất loạn sao? Vì sao mà loạn? Trang Tiên Sinh lại hỏi. Bởi vì lực lượng của tu sĩ không bị hạn chế. Trang Tiên Sinh gật đầu nói, vĩnh viễn không nên đánh giá cao nhân tính, con người là một chủng tộc vì lợi ích, vì thù hận, thậm chí đơn thuần vì tìm niềm vui mà giết chóc. Nếu không hạn chế tu vi, tu sĩ cấp cao tất sẽ trắng trợn tàn sát tu sĩ cấp thấp. Đạo tâm của con người, cho tới bây giờ đều là không cứng cỏi, là táo bạo, dao động, phóng túng, tựa như lục bình trên sóng lớn, tùy theo dòng nước chập trùng, khó có định sở. Người chính trực không thành, cũng sẽ có thời điểm sinh ra ác niệm. Trong 100 tu sĩ cấp cao, cho dù chỉ có một người lòng sinh ác niệm, đối với tu sĩ cấp thấp mà nói, đều là một trường hạo kiếp. Không có thiên đạo ngăn cản, tu sĩ cấp cao giết chóc tu sĩ cấp thấp rất dễ dàng. Tu sĩ luyện khí có khả năng sẽ phải đối mặt với sự tàn sát của kim đan, vũ hóa, thậm chí là tu sĩ động hư, trong tình huống này, bọn họ sẽ không có sức phản kháng. Chuyện kim đan đồ một thành, vũ hóa đồ một giới, động hư đồ một châu, có thể có lúc xảy ra. Một số ma đầu làm việc cũng sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả, có thể vì tế luyện pháp bảo, luyện hóa toàn bộ sinh linh của một châu giới. Trang Tiên Sinh thở dài, tiếp tục nói, tu giới cường thịnh là ở chỗ tu sĩ cấp cao, tu giới lâu dài lại ở chỗ tu sĩ tầng dưới chót. Một khi tu sĩ cấp thấp tầng dưới chót bị tàn sát không còn, tu sĩ thời kỳ giáp hạt, tu giới tất nhiên suy bại. Cứ thế mãi, toàn bộ tu giới sẽ vì giết chóc mà bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà có thiên đạo đại trận ngăn cản, tu sĩ cấp cao không dám tùy ý làm bậy, tu sĩ cấp thấp mới có đường sống, tu sĩ có thể sinh sôi nảy nở, tu giới cũng mới có thể sinh sôi không ngừng. Mặc Họa nhẹ gật đầu, dần dần hiểu được ý nghĩa thiên đạo ngăn cản. Ví dụ như Thông Thiên Thành, là châu giới nhị phẩm, nếu có trúc cơ làm loạn, cũng sẽ có trúc cơ ứng đối, nếu không, luyện khí kỳ cùng chung kẻ địch, cũng có thể chống lại. Nhưng nếu như không có thiên đạo ngăn cản, bị tu sĩ cấp cao xâm phạm, bọn họ vô luận như thế nào, đều là không chống lại được. Mặc Họa sau đó lại hỏi, chỉ là như vậy, nếu có đạo nghiệt sinh sôi, tu sĩ trong đồng châu giới có phải hay không cũng không có sức chống cự, bởi vì huyết khí của đạo nghiệt quá cường đại, hơn nữa có thể giết người bổ huyết, gần như cũng là sinh sinh bất tức. Đúng. Trang Tiên Sinh gật đầu nói, mọi việc đều có lợi và hại, có đại trận thiên đạo, ngăn được tu sĩ cấp cao, nhưng cũng sẽ khiến đạo nghiệt vô địch một giới. Cũng không có thiên đạo đại trận, mặc dù có biện pháp trấn sát đạo nghiệt, nhưng lại dễ dàng bỏ mặc tu sĩ cấp cao, tạo ra sát nghiệt vô biên, lưỡng hại tướng quyền lấy nhẹ, đạo nghiệt làm hại, nhiều nhất hủy một châu giới, tu sĩ làm sát sẽ hủy toàn bộ tu giới. Trang Tiên Sinh than thở một tiếng, ý vị thâm trường nói, dù sao trên đời này, giết người nhiều nhất vĩnh viễn là người, mà không phải yêu thú. Giết người nhiều nhất, vĩnh viễn là người, mà không phải yêu thú. Mặc Họa nghe vậy, trong lòng phức tạp không hiểu. Mặc Họa trầm tư hồi lâu, lại do dự một hồi, cuối cùng vẫn hỏi ra vấn đề mình quan tâm nhất, vậy có biện pháp đối phó Phong Không không? Hắn lớn lên ở Thông Thiên Thành, thực sự không đành lòng nhìn tu sĩ Thông Thiên Thành dời đi man hoang, lang bạc kỳ hồ. Cũng không đành lòng để Thông Thiên Thành bị hủy hoại bởi Phong Không trong chốc lát. Trang Tiên Sinh nhìn Mặc Họa, trong ánh mắt có chút vui mừng, ngươi đã có chủ ý rồi nhỉ? Mặc Họa gật gật đầu, ta nghĩ tới nghĩ lui, biện pháp duy nhất có thể đối phó Phong Không, chính là đại trận. Hắn từ trong điển tịch của Trương Lan biết được, có gia tộc hoặc tông môn, dựa vào hộ phái đại trận, trấn sát qua đại yêu. Mặc Họa ngẩng đầu, có chút mong đợi nhìn về phía Trang Tiên Sinh, Tiên Sinh, ta có thể học đại trận không? Trang Tiên Sinh có một khoảnh khắc cảm khái. Hắn nghĩ đến sẽ có một ngày như vậy, nhưng không nghĩ tới, ngày này thật sự sẽ đến. Mặc Họa tu vi luyện khí trận sư nhất phẩm, muốn học đại trận từ hắn. Chuyện này vốn không có gì. Đại trận là yêu cầu cuối cùng của trận sư, tất cả trận sư trên thế gian này đều muốn học đại trận. Dù không làm chủ trận sư đại trận, chỉ là tham dự từ bên cạnh, thêm mấy bút trận văn, cũng đã coi như vinh quang lớn lao. Nhưng Mặc Họa khác biệt chính là, hắn thật sự có tư cách học đại trận. Cường độ thần thức của hắn, điều khiển thần thức của hắn, trận pháp của hắn từng trải, độ thuần thục trận pháp của hắn, ở trong nhất phẩm trận sư, đã là kiệt xuất trong kiệt xuất. Chỉ là đại trận, cũng không có đơn giản như vậy. Trang Tiên Sinh thở dài, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ kỹ càng. Mặc Họa gật đầu. Ngươi còn chưa rõ lắm. Trang Tiên Sinh lắc đầu, thần sắc nghiêm nghị, chậm rãi nói, đại trận là phức tạp nhất, khó nhất, cũng là một loại trận pháp xây dựng công trình lớn nhất, cũng không phải ngươi muốn học là có thể học được, cũng không phải một mình ngươi muốn xây là có thể xây ra. Muốn xây dựng đại trận cần rất nhiều nhân lực vật lực, trận môi của đại trận cần luyện khí sư luyện chế, cần tượng sư kiến trúc, đại trận trụ cột, ngươi học xong có thể tự mình vẽ, nhưng trong đại trận, ngàn vạn đơn trận, dựa vào một mình ngươi là vẽ không hết, nhất định phải có trận sư khác giúp ngươi. Ngoài ra còn có vật lực, tài liệu xây dựng trận môi, linh mực của trận pháp, linh thạch thôi động trận pháp đều là số lượng cực lớn. Huống chi, trận xu đại trận rất khó, thần thức tiêu hao cực cao, muốn học cũng căn bản không dễ dàng như vậy. Mấu chốt nhất là, Trang Tiên Sinh vẽ mặt nghiêm túc, nhìn Mặc Họa, chậm rãi nói, cho dù dốc hết toàn lực xây đại trận, vạn nhất vẫn không ngăn cản nổi Phong Không thì sao, trả giá nhiều vật lực và nhân lực như vậy, hao hết linh thạch, vẫn là không trấn giết được Phong Không, tu sĩ Thông Thiên Thành nên làm gì bây giờ? Dưới tình huống này, muốn dời thành, cũng là khả năng không lớn, bọn họ dựa vào cái gì để sống sót đây? Những chuyện này, ngươi đều cân nhắc qua sao? Trang Tiên Sinh nói một câu, trái tim Mặc Họa liền lạnh một đoạn, cuối cùng không khỏi thần sắc thất vọng, cúi thấp cái đầu nhỏ. Trang Tiên Sinh lại nhẹ nhàng sờ sờ đầu của Mặc Họa, ôn nhu nói, những chuyện này ngươi nghĩ cho kỹ, rồi quyết định có nên học đại trận hay không, có muốn xây đại trận hay không. Mặc Họa yên lặng gật đầu. Hắn cho rằng mình đã suy nghĩ kỹ, nhưng không nghĩ tới, lại còn có nhiều chuyện như vậy, là chuyện hắn chưa từng suy nghĩ qua. Sau khi Mặc Họa rời đi, Trang Tiên Sinh nhìn huyết khí nồng đậm trong núi sâu, suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, Trang Tiên Sinh thấp giọng buồn bã nói, đây là nhân quả của ta sao? Khôi lão lẳng lặng xuất hiện sau lưng hắn, thản nhiên nói, không phải chuyện gì cũng có quan hệ tới ngươi, không nên tự mình đa tình. Trang Tiên Sinh lắc đầu. Khôi lão lạnh lùng nhìn hắn, thế thì sao? Ngươi không muốn đi à? Trang Tiên Sinh thở dài, chờ chuyện này chấm dứt đi. Ngươi muốn chờ cái gì? Chờ chuyện này kết thúc, chuyện của đạo nghiệt có một kết quả, ta liền lên đường rời đi, không còn dính nhân quả nơi đây nữa. Khôi lão nhắc nhở hắn, đạo nhân đã tới. Đạo nhân mà thôi, cũng không phải hắn tự mình tới. Khôi lão nhíu mày, nơi đây đạo nghiệt sinh sôi, tin tức đã truyền đến đạo đình, kinh động đến Thiên Xu Các, hành tung của ngươi cũng sẽ bị suy tính ra, bọn họ vẫn luôn nhìn chằm chằm vào ngươi, tính ra thì tính đi, cũng không phải chưa từng bị tính ra. Trang Tiên Sinh không quan tâm nói. Khôi lão biết khuyên không được, Trang Tiên Sinh như vậy, nói dễ nghe một chút, gọi là có chủ kiến, nói khó nghe chút, chính là tính tình bướng bỉnh, cố chấp với ý kiến của mình. Khôi lão hừ lạnh nói hay lắm, khó mà khuyên quỷ đáng chết. Nói xong, Khôi lão xoay người định đi, đột nhiên Trang Tiên Sinh hạ giọng nói, cảm ơn. Khôi lão giật mình, ngươi uống lộn thuốc rồi. Trang Tiên Sinh cười khổ nói, ân tình của ngươi, ta vẫn luôn nhớ kỹ. Sao vậy? Khôi lão nghi hoặc, ngươi còn muốn báo ơn à? Trang Tiên Sinh cười nói, nếu có một ngày như vậy, người sống mới có thể báo ân, người chết báo ân cái gì? Người chết chỉ có thể báo quỷ. Khôi lão không khách khí nói xong xoay người rời đi, chỉ là bóng lưng vẫn có chút cô đơn. Trong phòng trúc chỉ còn lại một mình Trang Tiên Sinh. Trang Tiên Sinh vẫn yên lặng nhìn thâm sơn, nhìn huyết khí ngút trời trong thâm sơn, sau một hồi lâu, thấp giọng lẩm bẩm nói, sư huynh, nghiệp chướng của ngươi còn chưa đủ sao, mà giờ này khắc này, Đạo Châu ở trung tâm Cửu Châu, ở vào đạo đình trung tâm Đạo Châu, ở vào một chỗ gác cao vị trí hiển hách nhất của đạo đình. Một lão giả râu tóc bạc trắng, đang đánh cờ. Trước mặt hắn, chỉ có bàn cờ, không có quân cờ. Đối diện hắn, chỉ có bồ đoàn, không có kỳ thủ. Trên bồ đoàn không có một bóng người, đúng như trên bàn cờ của hắn, cũng không có một quân cờ. Lão giả liền yên lặng ngồi, nhìn chằm chằm bàn cờ trống không, mặt không biểu tình, cả người ở vào trạng thái hư vô kỳ ảo. Vừa giống như tồn tại ở đây, lại vừa giống hư vô. Sau một lúc lâu, lão giả chậm rãi mở miệng nói, vào đi. Một tu sĩ áo trắng đứng ngoài cửa chờ đợi đã lâu, cung kính tiến lên, đặt một cái ngọc giản lên bàn, sau đó lại một mực cung kính lui ra. Lão giả nhìn chằm chằm bàn cờ, lại nhìn hồi lâu, nhịn không được oán giận nói, không có ai đánh cờ. Hắn lắc đầu, lại dời ánh mắt đi, nhìn thoáng qua ngọc giản trên bàn. Trong ngọc giản có văn tự phát họa linh lực màu vàng nhạt, trên đó viết hai hàng chữ ngắn gọn, Ly Châu phía Bắc, Hắc Sơn Châu giới nhị phẩm, Thông Thiên Thành. Có đạo nghiệt xuất thế, hình là đại yêu, tên là Phong Không. Lão giả nhìn thoáng qua, không quan tâm nữa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào bàn cờ trống không của mình. Sau một lát, bỗng nhiên trong lòng có cảm giác, Ly Châu, Thông Thiên Thành. Lão giả mở tay phải ra, linh lực trong bàn tay sáng chói, ngưng tụ thành thực thể, hóa thành một tòa thiên can địa chi, thiên đạo la bàn lưỡng nghi tứ tượng. La bàn tính toán tuần hoàn, cuối cùng lại ăn khớp với nhau. Lão giả hơi giật mình, thật sự là ở chỗ này. Hắn lại lấy ra một ngọc giản có tiêu ký, Cửu Châu dư đồ, căn cứ la bàn tính toán, ngón tay vẽ một cái, phát họa ra một quỹ tích rõ ràng, thản nhiên phân phó truyền xuống dưới. Tu sĩ áo trắng ở cửa khom người về phía trước, tiếp nhận ngọc giản, lại lui xuống. Chỉ chốc lát sau, ngọc giản liền truyền đến trong tay từng tu sĩ cấp cao Thiên Xu Các, thần sắc bọn họ nhao nhao chấn động, lộ ra vẻ đăm chiêu. Sau một lúc lâu, liền có tu sĩ lần lượt từ Thiên Xu Các rời đi, hoặc là thần sắc ngưng trọng, hoặc là mắt lộ ra hưng phấn, hoặc là lòng mang quỷ thai. Nhất cử nhất động của Thiên Xu Các đều nằm trong thức hải của lão giả, nhưng lão vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, đặt một quân cờ đầu tiên lên bàn cờ trống. Sau khi hạ cờ, lão giả trong miệng oán giận nói, ngươi đừng để ta tính ra a, tính ra, ta sẽ rất khó làm a. An tĩnh không tốt sao, ngươi tốt ta cũng tốt, nhất định phải tìm phiền toái cho ta. Hiện tại sống hay chết, phải xem tạo hóa của chính ngươi. Lão giả nói liên miên lải nhải một đống, nhưng không ai nghe được, càng không ai trả lời. Nói xong lão giả lại quay đầu, cầm lấy ngọc giản, nhìn hai hàng chữ kia một lần nữa, yên lặng lẩm bẩm, Thông Tiên, cái tên này có chút thú vị. Phong Không, lần này là ai cho heo ăn, cũng may vẫn chỉ là nhị phẩm. Lão giả đem ngọc giản này đặt cùng chỗ với một số ngọc giản hình dạng và cấu tạo giống nhau. Trên những ngọc giản khác, đều viết văn tự tương tự, Càn Châu, nhị phẩm vấn đạo châu giới, Thiên Đăng Thành. Đạo nghiệt xuất thế, hình là đại tà, tên cổ họa bì. Phê chú, tà thần tàn niệm, giấu trong quan tưởng đồ, Thiên Đăng Thành đã dời thành. Cấn Châu, châu giới Long Tích Sơn tam phẩm, Long Sơn Thành. Đạo nghiệt xuất thế, hình là đại quỷ, cổ danh vô thường. Lời chú giải, quỷ mị vô hình, biết được đã muộn, Long Sơn bị diệt, biến thành quỷ thành, tu sĩ không một ai may mắn còn sống sót. Khảm Châu, trụ châu giới tứ phẩm, Tam Xuyên cổ độ. Đạo nghiệt xuất thế, hình là đại yêu, tên cổ tương liễu. Phê chú, dời thành thất bại, tương liễu độc quán Tam Xuyên, tu sĩ dời thành tử thương hơn phân nửa. Hung Châu, Thương Vân Châu giới tứ phẩm, Thương Vân Thành. Đạo nghiệt xuất thế, hình là đại thi, tên cũ hạng bạc. Phê chú, Thương Vân Châu giới bị diệt, hóa thành thi hải, lão giả dần dần nhíu mày. Mấy năm qua, đạo nghiệt xuất hiện càng ngày càng thường xuyên. Đạo nghiệt liên tiếp xuất hiện, thiên địa sinh loạn là đại đạo bóc lột quá nặng, thiên đạo mất cân bằng, khiến lòng người sinh nghiệt, hay là nói, có người hoặc là đồ vật không phải người, đang âm thầm bố cục, lão giả trầm tư không nói. Cuối cùng hắn ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hồi lâu, lại nhịn không được nói thầm hôm nay ta ngày nào cũng xem, nào có trận pháp gì. Họ Trang tiểu tử, có phải đang gạt ta hay không? Thông Thiên Thành, trong tiệm ăn của Mặc gia. Mặc Họa còn đang suy nghĩ chuyện đại trận, đã thấy cha mẹ thu dọn đồ đạc. Cha mẹ, muốn dời thành sao? Mặc Sơn gật đầu thở dài, Đạo Đình Ti đã thông báo, là muốn chuẩn bị trước. Tất cả mọi người đi hết rồi sao? Đúng vậy. Đi đâu rồi? Mặc Sơn nói, lão trưởng ty nơi đó còn đang thương nghị, nhưng đại khái cũng chính là phía Nam Ly Châu, hoặc là đất hoang, hoặc chính là núi hoang, nơi không có tu sĩ ở, chúng ta lại khai khẩn định cư một lần nữa. Mặc Họa yên lặng nói, rất vất vả a, khai khẩn chỉ là thứ yếu, chỉ là vất vả một chút mà thôi, khó khăn nhất là trên con đường này, chỉ sợ sẽ không thái bình, không phải tất cả tu sĩ đều có thể bình an dời đến mục tiêu. Mặc Sơn thở dài. Mặc Họa gật đầu. Ven đường có thể có địa phương như Đại Hắc Sơn, địa hình hiểm ác, cũng sẽ có độc chướng, có yêu thú, có tội tu, thậm chí tà tu. Thậm chí một ít gia tộc ven đường, tông môn cùng Đạo Đình Ti, cũng đều không nhất định là người lương thiện. Một nhà quý bá bá đâu, bọn họ cũng đi cùng chúng ta. Mặc Sơn đáp, có chút cảm khái, một nhà quý bá bá ngươi cũng không có chỗ nương nhờ, vốn dĩ đến Thông Thiên Thành, Quý Lễ và Phó Lan kết thân, người một nhà đều ở cùng một chỗ, có thể sống một cuộc sống an ổn, lại không nghĩ tới gặp gỡ đại yêu, hiện tại lại phải lang bạc kỳ hồ, hơn nữa tương lai cũng là tiền đồ chưa biết, chưa chắc đã có ngày lành. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ là tu sĩ tầng dưới chót nhất của tu giới, sinh hoạt gian khổ, hơn nữa yếu ớt, vốn là không thừa nhận được bao nhiêu nguy hiểm. Mấy ngày sau, tán tu Mặc Họa quen biết cùng với đám bạn nhỏ trước đây, đều chuẩn bị muốn dời thành. Mặc Họa thở dài. Đại trận đoán chừng là học không được, cũng không xây được, chính mình đoán chừng cũng phải đi theo dời thành. Một khi dời thành, đoán chừng sẽ vĩnh viễn cáo biệt Thông Thiên Thành, cũng phải cáo biệt Trang Tiên Sinh, cùng với Bạch Tử Thắng cùng Bạch Tử Hy có tình đồng môn. Mặc Họa tâm tình có chút sa sút. Lúc chạng vạn tối, quán ăn lại đột nhiên có một vị khách nhân tới, người này là Lạc Đại Sư. Mặc Họa nghi ngờ nói, Lạc Đại Sư, ngươi không định dời thành sao? Lạc Đại Sư bất đắc dĩ lắc đầu, ta muốn dời, nhưng không đi Ly Châu phía Nam, mà là dời đi Ly Châu phía Bắc Châu lục tam phẩm, ta ở nơi đó có bạn cũ, cũng có không ít tông môn mời ta đi làm trưởng lão. Mặc Họa sửng sốt. Lạc Đại Sư liền giải thích cho hắn nghe, không riêng gì ta, tu sĩ có thân phận, có địa vị trong Thông Thiên Thành đều sẽ không theo thành dời tới vùng đất nghèo nàn, tất cả mọi người đều có cách. Lạc Đại Sư đưa một phong thiệp mời cho Mặc Họa, tiểu Mặc tiên sinh, ngươi cũng có phương pháp. Đây là thiệp mời của nhị phẩm Lam Sơn Tông ở châu giới Lam Lăng. Lạc Đại Sư nói, Lam Sơn Tông là tông môn nổi danh ở châu lục Lam Lăng, trong môn có kim đan tọa trấn, cách tông môn tam phẩm một khoảng thời gian, trận pháp truyền thừa, coi như không tệ. Lạc Đại Sư vốn là muốn nói, trận pháp truyền thừa thâm hậu, nhưng nghĩ đến sau lưng Mặc Họa, vị tiên sinh trận pháp cao thâm khó lường không biết tên kia, hai chữ, thâm hậu, có chút nói không nên lời, cũng chỉ có thể nói, coi như không tệ. Lam Sơn Tông lấy trận pháp lập tông, bầu không khí trận thuật khá đậm, không có nhiều lợi ích gút mắt cùng lục đục với tông môn khác như vậy. Lạc Đại Sư nói tiếp, ta có chút quan hệ với bọn họ, vừa vặn lần này, ta cũng muốn đi đầu nhập vào Lam Sơn Tông, nên tự chủ trương, đề cử tiểu Mặc tiên sinh với bọn họ, kính xin tiểu tiên sinh đừng trách. Mặc Họa vội vàng xua tay nói, Lạc Đại Sư khách khí. Lạc Đại Sư lại đưa thiệp mời cho Mặc Họa, tiểu Mặc tiên sinh, có thể xem trước. Mặc Họa lễ phép tiếp nhận thiệp mời. Thiệp mời không biết làm bằng giấy gì, trang nhã tinh xảo, văn tự phía trên là lấy mực vẩy vàng viết thành. Mặc Họa mở thiệp mời ra, nhìn thoáng qua văn thư. Thiệp mời lời ít ý nhiều, dùng từ cung kính, đại ý là mời Mặc Họa đi Lam Sơn Tông đảm nhiệm giáo tập, một khi đột phá trúc cơ, liền có thể đảm nhiệm trưởng lão. Là một bản văn xính tông môn cực kỳ chính thức, cũng không phải là văn thư ước định lén lút. Cái này tương đối trịnh trọng. Mặc Họa cầm trong tay nặng trịch, không khỏi nhíu mày. Lạc Đại Sư thấy thần sắc của Mặc Họa, vội vàng nói, tiểu Mặc tiên sinh, trước tiên không vội từ chối. Mặc Họa sửng sốt, ta còn chưa nói cự tuyệt đâu, không vội đồng ý. Mặc Họa càng ngơ ngác. Lạc Đại Sư khẽ cười nói, hết thảy đều có thể đàm luận. Lạc Đại Sư đối nhân xử thế thành thạo, mọi việc đều thuận lợi, phương diện này, hắn nắm bắt vô cùng tinh chuẩn. Nếu như tiểu Mặc tiên sinh muốn đồng ý, ta có thể lại đi bàn điều kiện với bọn họ. Lạc Đại Sư cùng Mặc Họa tinh tế nói ra, trong tông môn, giáo tập cùng giáo tập bất đồng, trưởng lão cũng cùng trưởng lão bất đồng. Tuy rằng danh hiệu đồng dạng, nhưng thực quyền cùng địa vị, khả năng có ngàn sai vạn biệt. Trong thiệp mời không nói rõ, nhưng giáo tập cùng trưởng lão này, hẳn đều là chức vị ngoại môn, đơn thuần chức quyền đãi ngộ, ngoại môn không bằng nội môn. Một ít khách khanh trưởng lão ở biên giới, thậm chí sẽ không có địa vị cao hơn giáo tập thâm niên nội môn. Lạc Đại Sư nhìn về phía Mặc Họa, nói khẽ, tiểu Mặc tiên sinh, ngươi chịu thiệt nhất, thật ra là thân phận tán tu. Nếu là tán tu, chính là người ngoài, đối với tông môn mà nói, không phải là người một nhà. Cho dù cao tầng Lam Sơn Tông lễ ngộ có thừa đối với ngươi, nhưng một ít đệ tử, trận sư phía dưới vẫn sẽ không phục, tông môn trong thiên hạ này đều sẽ bài ngoại sao? Mặc Họa hỏi. Không phải tông môn trong thiên hạ, mà là tất cả mọi người trong thiên hạ này, đều là bài ngoại, Lạc Đại Sư nói. Vậy tình huống bình thường làm thế nào mới tốt đây? Mặc Họa khiêm tốn hỏi. Hắn cũng không phải thật sự muốn gia nhập Lam Sơn Tông, hắn chỉ đơn thuần tò mò, muốn nghe xem cái nhìn của Lạc Đại Sư. Lạc Đại Sư kỳ thật cũng không quan tâm Mặc Họa có phải thật muốn gia nhập Lam Sơn Tông hay không. Mặc Họa nguyện ý hỏi hắn vấn đề, cái này phù hợp với mong muốn của hắn. Mặc Họa hỏi, hắn giải đáp, đây coi như là tình cảm, dù không tính là tình cảm lớn, cũng có thể giành được hảo cảm trước Mặc Họa. Lạc Đại Sư kiên nhẫn nói, biện pháp tốt nhất là ngươi không làm giáo tập ngoại môn, trực tiếp gia nhập nội môn, chịu chút ủy khuất, làm từ đệ tử nội môn. Lấy thiên phú trận pháp của tiểu Mặc tiên sinh, rất nhanh sẽ không có người có thể dạy ngươi, đến lúc đó, tự nhiên sẽ đến phi ngươi dạy người khác, ngươi thuộc về nội môn, có thể dạy người khác, tự nhiên mà vậy, chính là giáo tập nội môn. Đến lúc đó, các chi của Lam Sơn Tông nhất định sẽ nghĩ cách lôi kéo ngươi, ngươi chọn một chi, phóng thích chút thiện ý, hoặc là không chọn ai, an tâm học trận pháp cũng được. Trận pháp là gốc rễ lập thân, chỉ cần ngươi trận pháp siêu tuyệt, liền có địa vị siêu nhiên, người khác cũng không dám đắc tội ngươi. Chờ đến khi trúc cơ, lăn lộn đến trưởng lão tông môn, cũng là nhân vật có quyền thế. Huống chi ngươi còn trẻ như vậy, cho dù là trưởng môn Lam Sơn Tông cũng sẽ trăm phương ngàn kế lôi kéo ngươi, không chỉ có Lam Sơn Tông, tu sĩ có mặt mũi ở Lam Lăng Châu đều sẽ cho ngươi 3 phần tình mọn. Lạc Đại Sư nói xong, chật lưỡi, trong lòng ngược lại hâm mộ. Trận sư hiển hách một phương, đáng tiếc, mình không có thực lực này, không có thiên phú này, cũng không có khả năng có đãi ngộ này. Vậy nếu như ta không muốn gia nhập nội môn thì sao? Mặc Họa hỏi. Lạc Đại Sư cũng không ngoài ý muốn, ngược lại tỏ vẻ lý giải, gia nhập nội môn, tương đương với trói buộc với Lam Sơn Tông, hạn chế quá nhiều. Vạn nhất tương lai muốn thoát thân, hoặc mưu cao chức khác, Lam Sơn Tông tất nhiên sẽ không buông tay, ngược lại sẽ trở mặt thành thù, người khác ước gì bái nhập nội môn Lam Sơn Tông, nhưng Lạc Đại Sư biết, trong này không bao gồm Mặc Họa. Hắn biết thiên phú của Mặc Họa, Lam Sơn Tông ở châu giới tam phẩm, tuy cũng là cự phách một phương, nhưng phóng mắt khắp tu giới, thì không tính là gì. Vũng nước Lam Sơn Tông này, thật đúng là chưa chắc có thể nuôi được Mặc Họa. Lạc Đại Sư tiếp tục nói, nếu không muốn vào nội môn Lam Sơn Tông, chỉ là muốn tạm thời cư trú, hoặc là lấy Lam Sơn Tông làm ván cầu, mưu cầu vị trí cao hơn, vậy thì vẫn nên bắt đầu làm từ giáo tập ngoại môn, sau đó làm trưởng lão khách khanh, nhưng điều kiện có thể nhiều hơn một chút, đãi ngộ cũng có thể tốt hơn một chút. Chỉ là làm như vậy thì không cần quá thân cận với nội môn Lam Sơn Tông, ít nhất không nên chủ động thân cận. Mặc Họa có chút không rõ, không phải nên tạo quan hệ tốt sao? Lạc Đại Sư lắc đầu, gần thì bất kính, xa thì kém, không cần tận lực xa lánh, càng không cần tận lực thân cận. Nếu ngươi xa lánh nội môn, sẽ khiến bọn họ thù hận, ngươi nếu thân cận nội môn, lại sẽ làm bọn họ khinh thị. Cho dù mặt ngoài không nói, trong lòng bọn họ cũng sẽ khinh thường ngươi. Vẫn là chỉ cần chuyên tâm học trận pháp, tận lực không gây chuyện, vượt ngoài tầm kiểm soát, như vậy sẽ không đắc tội. Vậy nếu là nội đấu của Lam Sơn Tông, bức ta đứng về phe mình thì sao? Mặc Họa lại thỉnh giáo Lạc Đại Sư. Chuyện này phải xem tình hình. Lạc Đại Sư nói. Xem tình huống như thế nào? Lạc Đại Sư cân nhắc nói, xem ngươi có muốn tiếp tục ở lại hay không, ai đang ép ngươi, thủ đoạn quá không quá phận, lại có thể chạm đến nguyên tắc làm việc của ngươi hay không. Nếu như không ảnh hưởng toàn cục, có thể nhẫn nhịn một chút, nếu như đối phương làm việc vượt khuôn phép, ngươi liền có thể trực tiếp chào từ giả, lấy tướng áp chế. Cái này hữu dụng sao? Mặc Họa khẽ giật mình. Người khác không nhất định hữu dụng. Trong lòng Lạc Đại Sư yên lặng bổ sung, ví dụ như ta nhưng ngươi khẳng định hữu dụng. Lạc Đại Sư nhìn Mặc Họa, nói tiếp vẫn là câu nói kia, chỉ cần trận pháp vẽ tốt, đến chỗ nào cũng có thể ăn được, ngươi đi xin nghỉ, sợ hãi là bọn họ một là trận sư cao minh, thật sự rất thưa thớt, mời chào không dễ, hai là nếu để cho người khác biết, bọn họ minh tranh ám đấu, bức đại sư trận pháp chào từ giả, vậy thì Lam Sơn Tông sẽ mất tư cách, lời đồn sẽ không hay, cho nên bọn họ cũng không dám làm quá. Phận Mặc Họa nhẹ gật đầu, sau đó phát hiện một vấn đề, Lạc Đại Sư, không phải ngươi nói Lam Sơn Tông không có nhiều gút mắt lợi ích và lục đục với nhau như vậy sao? Bây giờ ngươi nói, hình như là đang dạy ta làm sao giải quyết khi lục đục với nhau. Lạc Đại Sư bị hỏi khó, hắn nói tới nói lui, ngược lại tự mình đánh miệng của mình. Lạc Đại Sư xấu hổ nở nụ cười, chỉ có thể nói không có nhiều như vậy mà thôi, nhưng chỉ cần có người, lục đục với nhau đều là khó tránh khỏi. Mặc Họa cũng cười cười, biết Lạc Đại Sư nói đều là lời nói thật. Trong lòng hắn suy nghĩ một lát, không khỏi có chút do dự. Đi Lam Sơn Tông, nhìn thì rất tốt, nhưng Mặc Họa luôn cảm thấy, đây không phải con đường mình chọn. Lạc Đại Sư lại nói, tiểu Mặc tiên sinh, nếu như ngươi đi Lam Sơn Tông, lệnh tôn và lệnh đường cũng có thể đi theo cùng, Lam Sơn Tông đồng ý sẽ cho bọn họ chức vị trong tông môn, mặc dù không tính là quá hiển quý, nhưng cũng là việc tốt thanh nhàn. Mặc Họa sững sờ, sau đó có chút động tâm. Hắn không muốn cha mẹ chịu khổ, có thể vào tông môn, có một việc an ổn, cũng coi như có thể hưởng chúc phúc. Vậy tán tu khác của Thông Thiên Thành thì sao? Lạc Đại Sư than thở nói, tiểu Mặc tiên sinh, ta nói thật, có thể ngươi không quá thích nghe đường ra của tán tu khác, đây không phải là chuyện mà ta và ngươi có thể cân nhắc, chúng ta có thể lo cho chính mình, đã là không tệ rồi. Hơn nữa, mặc dù ngươi là tán tu, nhưng kỳ thật, cũng đã không tính là tán tu. Chỉ cần ngươi nguyện ý, sẽ có rất nhiều tông môn mời chào ngươi, có cả đống gia tộc lấy lòng ngươi, thân phận địa vị của ngươi, thật ra đã khác với tán tu khác. Gặp phải đại tai, tán tu chỉ có một con đường, tiền đồ chưa biết, hơn nữa tràn đầy bụi gai, nhưng tiểu Mặc tiên sinh, ngươi không giống, đường ra của ngươi, kỳ thật có rất nhiều, hơn nữa vô luận đường ra nào, đều phi thường tốt. Mặc Họa tâm tình phức tạp, trầm mặc nửa ngày, không nói gì, ánh mắt cũng dần dần buông xuống. Lạc Đại Sư quan sát thần sắc của Mặc Họa, thấy Mặc Họa không có tức giận, lúc này mới yên tâm. Những lời này, là có hiềm nghi, tích bác ly gián. Mà hắn nói những lời này, cũng đích thật là có tư tâm. Trong mắt hắn, Mặc Họa là rất trọng yếu, so với tán tu khác trọng yếu hơn nhiều, cho nên những tán tu khác tao ngộ như thế nào, hắn có đồng tình, nhưng cũng sẽ không quá để bụng. Nhưng Mặc Họa chọn thế nào, đối với hắn mà nói, lại phi thường trọng yếu. Hắn hy vọng Mặc Họa có thể tiền đồ như gấm, một mảnh đường bằng phẳng, tương lai trở thành trận pháp tông sư danh chấn một phương. Nếu như vậy, hắn cũng có thể ôm bắp đùi, tiến thêm một bước ở trên trận pháp. Về phần những chuyện khác, hắn chỉ là một trận sư bình thường, căn bản không rảnh bận tâm, cũng không có năng lực bận tâm. Tiểu Mặc tiên sinh, ngươi có thể suy nghĩ thêm, nếu như nguyện ý đi Lam Sơn Tông, ta sẽ bàn với bọn họ, tranh thủ chút đãi ngộ tốt hơn. Nếu không muốn, cũng không sao, ta đi nói chút lời hữu ích, uyển chuyển từ chối bọn họ là được. Lạc Đại Sư suy tính rất chu toàn. Mặc Họa gật đầu, cảm kích nói, đa tạ Lạc Đại Sư, bất luận như thế nào, ta đều sẽ nhớ kỹ phần nhân tình này. Lạc Đại Sư mặt ngoài khiêm tốn nói, tiện tay mà thôi, tiểu Mặc tiên sinh khách khí. Trong lòng lại thở phào một hơi. Nếu Mặc Họa đi Lam Sơn Tông, mình từ đó dẫn tiến, xem như giúp đại ân. Mặc Họa nếu không đi Lam Sơn Tông, cũng sẽ nhớ rõ phần tâm ý này của hắn. Vô luận như thế nào, đều xem như bán được chỗ tốt, tâm tư lần này, cũng coi như không uổng phí. Lạc Đại Sư nói xong, liền đứng dậy cáo từ. Tiểu Mặc tiên sinh, ta cáo từ trước, chuyện này ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ, không cần nóng lòng quyết định. Nói xong hắn lại thở dài, ta cho lối thoát, là ta cảm thấy không sai, nhưng chưa chắc đã là tốt nhất. Ngươi có rất nhiều lựa chọn, chọn người hiền lành mà theo là được. Lạc Đại Sư đích thật là vì Mặc Họa cân nhắc. Mà mấy ngày sau, Mặc Họa cũng hiểu, Lạc Đại Sư nói, lựa chọn rất nhiều, là có ý gì. Các tông môn, gia tộc lớn nhỏ ở châu giới phụ cận cũng đều đưa thiệp mời cho Mặc Họa. Có mời Mặc Họa đi làm giáo tập trận pháp, có trực tiếp hứa hẹn để Mặc Họa làm trưởng lão, có một số thế lực ngôn từ mãnh liệt bành trướng, mời Mặc Họa đi, cùng bàn đại nghiệp, mưu đồ sáng tạo cử chỉ. Còn có một số gia tộc muốn để Mặc Họa ở rễ, cũng kèm theo mấy bức họa nữ tu trong gia tộc, hoặc thanh thuần hoặc vũ mị trong thiệp mời. Mặc Họa lại không nói gì, ngược lại Liễu Như Hoa đặc biệt tức giận. Nàng ném hết những bức họa này vào trong bếp lò, nói với Mặc Họa, loại chủ ý này, gia tộc lấy nhan sắc mê người, không phải gia tộc đứng đắn gì, ngàn vạn không thể đi, nếu ngươi tìm đạo lữ, phải tìm một cô nương trong sạch đàng hoàng. Mặc Họa có chút bất đắc dĩ nói, nương, còn sớm lắm, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Liễu Như Hoa nghiêm mặt nói. Được rồi, mấy ngày sau, Trương Lan cũng tìm đến Mặc Họa. Có mấy chuyện muốn nói với ngươi. Trương Lan ngồi ở vị trí cũ của quán ăn, gọi một bầu rượu, mấy đĩa thịt, vừa uống rượu vừa nói với Mặc Họa. Ngươi cũng sẽ muốn lôi kéo ta. Mặc Họa nghi hoặc hỏi. Trương Lan bị chọc thủng tâm tư, sặc một ngụm rượu, suy nghĩ một chút, lại gật gật đầu, hàm xúc một chút, gọi là kết thiện duyên, nói trắng ra một chút, đích xác chính là lôi kéo. Trương gia sao? Trương Lan đang nghe truyện trên TvAudiocv thở dài, không chỉ vậy. Nói xong hắn lấy ra một tờ văn thư, đây là văn thư lão trưởng ty tự tay viết, ngươi có thể bái nhập tông môn trực lệ của đạo đình. Đạo đình trực lệ, chính là tông môn trực tiếp lệ thuộc đạo đình, bồi dưỡng nhân tài cho đạo đình, nhất định phải có quan hệ nội bộ của đạo đình mới có thể đi vào, trưởng ty của một thành, cũng có danh ngạch đề cử, chỉ có điều rất ít, vậy chẳng phải rất quý giá sao? Đó là đương nhiên. Trương Lan gật đầu nói, đây cũng là một chút tâm ý của trưởng ty, về sau nếu hắn gặp chuyện khó khăn, ngươi ngàn vạn lần đừng khoanh tay đứng nhìn. Yên tâm đi, ta và Chu trưởng ty có giao tình tốt, nhất định sẽ giúp hắn. Mặc Họa cam đoan nói. Trương Lan hài lòng gật đầu. Sau khi tông môn học thành, có thể tiến vào đạo đình ti sao? Mặc Họa hỏi. Cũng không nhất định. Mặc Họa giật mình. Trương Lan giải thích, cái này cũng phải xem tình huống, bình thường mà nói, chỉ cần chăm chú tu hành, tâm tính không phải quá kém, phẩm hạnh cũng không cực đoan, sau khi học thành đều có thể tiến vào đạo đình ti nhậm chức. Hơn nữa không bị hạn chế thân phận. Trương Lan nhìn Mặc Họa nói, ngươi ở bên ngoài, dựa vào thân phận tán tu, tiến vào đạo đình ti rất khó, nhưng từ những tông môn trực thuộc đạo đình này đi vào sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Môn đạo thật nhiều, Mặc Họa nhịn không được chửi bậy. Đó là đương nhiên. Trương Lan uống một hớp rượu, ánh mắt ngưng trọng nói, những người đặt ra quy củ sẽ lưu lại chút môn đạo kiếm lời cho mình. Tu sĩ phía dưới không biết quy củ, không vòng qua được ngưỡng cửa, chỉ có thể đâm đầu rơi máu chảy. Tu sĩ phía trên quen thuộc môn đạo, muốn vượt qua những ngưỡng cửa này, dễ như trở bàn tay. Cho nên tán tu phía dưới tin tức không thông, cho dù có tài năng nữa, cũng chưa chắc tầm thường hơn so với những tu sĩ tài năng kia, nhưng tu sĩ gia tộc tin tức linh thông lăn lộn tốt. Mặc Họa gật đầu. Những thứ này, nếu như không phải Trương Lan nói với hắn, hắn căn bản cũng không biết. Vậy nếu như tình huống không bình thường thì sao? Mặc Họa lại hỏi. Vậy thì chia thành hai loại tình huống. Trương Lan đáp, một loại là do tư chất quá kém, học quá nát, loại này là loại thối đến mức bùn nhão không dính tường được. Loại người này có thể vào đạo đình trực lệ tông môn, toàn bằng quan hệ, trừ phi lại đi quan hệ, nếu không đừng nghĩ đến việc ở đạo đình ti làm việc. Một loại khác là tư chất quá tốt, học được cũng tốt, loại tu sĩ này là có khả năng trực tiếp tiến vào đạo đình. Mặc Họa kinh ngạc nói, đạo đình sao, không phải đạo đình ti, đúng vậy. Trương Lan gật đầu, là trung ương đạo đình, chứ không phải là đạo đình ti. Trương Lan lập tức thở dài, nhưng ngươi cũng đừng nghĩ đến chuyện này. Linh căn của ta kém quá sao, đúng vậy. Trương Lan có chút đáng tiếc, thiên phú về trận pháp của ngươi, thật ra vô cùng tốt, tốt đến mức ta cũng không biết nên khen như thế nào. Trương Lan thầm nói trong lòng, sau đó tiếp tục nói, nhưng mà, linh căn của ngươi, còn có nhục thân, thật là kém một chút. Trương Lan nói tương đối uyển chuyển, nhưng Mặc Họa thấy vẻ mặt của hắn, liền biết hắn ngoài miệng nói, kém một chút, thật ra ý là, khác nhau rất nhiều. Nhưng Mặc Họa cũng không trách hắn, tự biết mình hiểu, hắn biết linh căn và nhục thân của mình đúng là nhược điểm. Trương Lan nói xong những lời này, lại đổi giọng điệu khác, nói đây là lời mời của đạo đình ti, có đi xem hay không chính ngươi quyết định, tiếp theo chính là ta thay Trương gia mời chào ngươi. Trương Lan cũng không khách khí, nói thẳng ra một vài điều kiện, bao gồm cả việc Trương gia cho hắn địa vị gì, tiền đồ gì, trận pháp sẽ có truyền thừa gì, vân vân. Còn có chuyện kết thân, nếu ngươi ở Trương gia, đoán chừng kết thân là không tránh khỏi. Nhưng nếu cưới vợ bình thường, đạo lữ cũng chỉ có thể tìm ở trong bàn chi, đứa nhỏ cũng theo họ của ngươi. Nhưng nếu ngươi nguyện ý ở rể, có thể cưới được nữ đệ tử đích hệ, ngươi và hài tử tương lai của ngươi phải đổi họ, nhưng so sánh, gia tộc sẽ xem ngươi như con ruột, ngươi cũng sẽ chân chính trở thành người của Trương gia. Trương Lan đem chuyện đầu nhập vào gia tộc, kể chi tiết, đều kể cho Mặc Họa nghe. Trương Lan nói xong, đổi giọng, đây là những chuyện ta nên làm với tư cách là đệ tử Trương gia, những lời nên nói tiếp theo, chính là cá nhân ta nói với ngươi. Trương Lan nhìn Mặc Họa, vẻ mặt trịnh trọng nói không nên ở rễ, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, cũng đừng bám vào gia tộc, ở rễ tương đương với vứt bỏ dòng họ, vứt bỏ bản thân, đổi lấy thăng chức rất nhanh của bản thân, trừ phi quả thật có nỗi khổ tâm, bằng không tốt nhất đừng làm như vậy. Ngươi không ở rễ, dựa vào bản lĩnh của mình, tu giới trời cao mây rộng, khắp nơi đều có thể đi được, nếu ngươi ở rễ, bái vào thế gia, liền bước vào một đầm nước chết sâu không thấy đáy. Thà làm tiên hạt vân du, không làm ngư long bị vây khốn trong nước động. Huống chi, trong mắt ta, thế gia này không có gia tộc nào xứng để ngươi ở rễ, cho dù là Trương gia ta. Mặc Họa vẻ mặt kinh ngạc, hắn cũng không nghĩ tới, Trương Lan lại xem trọng mình như vậy, trong lòng cũng cảm kích thiện ý của Trương Lan. Mặc Họa dần dần kiên định quyết tâm cả đời không vào thế gia, cũng không ở rễ thế gia, ai ngờ Trương Lan lại chuyển đề tài, đương nhiên, nếu ngươi thật muốn ở rễ, vậy vẫn là nhập Trương gia ta. Mặc Họa vẻ mặt phức tạp nhìn hắn. Trương Lan bất đắc dĩ nói, nước phù sa không chảy ruộng người ngoài sao, lời này của ngươi, nói có phải không quá thích hợp hay không? Mặc Họa im lặng nói. Trương Lan khoát tay áo, đây đều là việc nhỏ, hiểu ý là được, không cần để ý chi tiết. Thực sự không được, lui mà cầu tiếp theo, cũng có thể cân nhắc Dương gia. Trương Lan lộ ra vẻ ghét bỏ. Mặc Họa nghi hoặc nói, Trương gia và Dương gia, có phải không hợp nhau không? Trương gia và Dương gia có quan hệ rất tốt, chỉ là ta và tiểu tử Dương Kế Dũng kia không hợp nhau. Trương Lan nghi mặt nói, đệ tử Dương gia dũng mãnh thiện chiến, kinh nghiệm sa trường, đáng khâm phục, ngoại trừ tiểu tử Dương Kế Dũng kia ngươi tinh thông trận pháp, ở trên sa trường, quả thực có thể có thành tựu lớn, gia nhập Dương gia, có Dương gia làm chỗ dựa, ở đạo binh ti cũng có thể lăn lộn rất khá. Chỉ là theo đạo binh chinh chiến, càng vất vả hơn, cũng nguy hiểm hơn nhiều. Những chuyện này chính ngươi suy nghĩ kỹ càng đi. Trương Lan nói xong, cũng để Mặc Họa tự mình suy nghĩ kỹ càng, không cần nóng lòng lựa chọn, sau đó thuần thục ăn xong rượu thịt, liền đứng dậy cáo từ. Hắn là đạo đình ti điển ti, ngày thường có thể lười biếng, nhưng hiện tại Phong Không hiện thế, tu sĩ dời thành, hắn phải bận rộn nhiều hơn. Trương Lan chào hỏi Mặc Họa, rồi cáo từ. Chỉ là lúc cáo từ, quay đầu lại nhìn quán ăn, tâm tình không khỏi có chút nặng nề. Hắn đến quán ăn này ăn uống uống đã thành thói quen. Sau khi dời thành, hắn cũng phải rời đi. Hắn là đệ tử thế gia, không thể nào đi theo tán tu Thông Thiên Thành, có khả năng là trở về gia tộc hoặc là mưu cầu một chức vị có tiền đồ hơn. Sau khi rời đi, có lẽ hắn sẽ không còn cảm nhận được bầu không khí vừa đơn giản lại huyên náo này nữa. Những rượu thịt này, hắn có lẽ sẽ không ăn được nữa, cũng có thể là không còn tiểu tu sĩ giống như Mặc Họa, nói chuyện chọc cười cùng hắn nữa. Ta nên đi đâu đây? Mặc Họa có chút không quyết định được, hắn ngồi trong quán ăn, nhìn tu sĩ lui tới, nhìn toàn bộ Thông Thiên Thành. Thông Thiên Thành đã không còn náo nhiệt nữa, ngược lại có chút tịch liêu, mưa gió sắp đến. Trên đường tu sĩ cũng ít đi. Có thể tìm đường ra thì tìm đường ra, tìm không được đường ra tán tu, cũng chỉ có một con đường theo đại bộ phận tán tu dời thành, dời đến mang hoa nghèo khổ chi địa, một lần nữa khai khẩn, kiến tạo nơi an thân. Đại yêu hiện thế, dù là một vài thế lực lớn tu đạo cũng không có sức chống cự, chớ nói chi là tán tu. Bọn họ không có lựa chọn. Bọn họ không có thân phận, không có bối cảnh, không có nhân mạch, không ai nguyện ý thu lưu, muốn sống sót chỉ có thể tìm đường sống khác, lại dựa vào chính mình gian khổ cố gắng, từng chút một chịu đựng. Mặc Họa thở dài. Có lẽ thế gian này xưa nay là như vậy. Bất cứ tai nạn nào, tu sĩ thượng tầng chắc chắn sẽ có biện pháp thoát thân. Cuối cùng đối mặt với tất cả khó khăn, thừa nhận tất cả thống khổ, vẫn là những tu sĩ tầng dưới chót này. Cho dù tai nạn này chỉ là tai bay vạ gió. Mặc Họa lại đi gặp Du trưởng lão. Du trưởng lão là muốn đi theo tán tu dời thành. Hắn là tu sĩ trúc cơ, thật ra có thể thoát thân. Nhưng cũng chính vì hắn là tu sĩ trúc cơ, là tu sĩ trúc cơ duy nhất trong tán tu, cho nên lại phải bảo hộ tán tu di chuyển về phía nam. Nếu không có trúc cơ tọa trấn, dọc theo con đường này, không biết sẽ có bao nhiêu tu sĩ tử thương. Ngươi đừng đi. Du trưởng lão mấy ngày nay cũng xuyên ngày xuyên đêm mà bận rộn, thần sắc có chút mỏi mệt, nhìn thấy Mặc Họa, liền trực tiếp mở miệng nói. Không đợi Mặc Họa mở miệng, Du trưởng lão lại nói, chúng ta dời thành, không phải xây thành, cho dù đến bên kia, tất cả đều là đất hoang, tạm thời cũng không cần ngươi vẽ trận pháp. Mặc Họa biết tâm ý của Du trưởng lão, nhất thời nói không ra lời. Du trưởng lão nhìn Mặc Họa, ôn thanh nói, ngươi nên có tiền đồ tốt hơn, học càng nhiều trận pháp, tương lai có thể làm càng nhiều chuyện, cũng không cần phải đi theo chúng ta đi chịu khổ. Mặc Họa thấp giọng nói, đoạn đường này sẽ rất nguy hiểm a, làm bất cứ chuyện gì cũng có nguy hiểm, nhưng cũng không thể bởi vì nguy hiểm mà không làm, việc này liên quan đến tính mạng tán tu một thành. Du trưởng lão thở dài. Nếu không, ta cũng đi. Mặc Họa nói. Du trưởng lão tức giận trừng mắt nhìn hắn, ngươi tham gia náo nhiệt làm gì? Cho dù ngươi đi cũng không thay đổi được gì. Chuyện quan trọng nhất của ngươi là học trận pháp cho tốt, không phải cùng chúng ta ăn những đau khổ này. Du trưởng lão tính tình bướng bỉnh, Mặc Họa biết không thể nói lại hắn. Mặc Họa quay đầu, lại nhìn một chút luyện khí hành cùng luyện đan hành to lớn, có chút thất lạc nói, những thứ này cũng phải bỏ hoang sao? Du trường bất đắc dĩ thở dài, gật đầu, luyện khí hành và luyện đan hành lớn như vậy, chúng ta không thể mang đi được, muốn bán đi không? Du trưởng lão gật đầu nói, ta đã liên hệ Chu trưởng ty, lò luyện khí cùng lò luyện đan trong này, có người vẽ trận pháp, đều là đồ tốt, Đạo Đình Ti bên kia sẽ quy ra thành linh thạch, bồi thường cho chúng ta, dù sao kế tiếp phải dời thành cùng khai hoang, linh thạch mới là đồng tiền mạnh. À, đúng rồi, Du trưởng lão lại nghĩ tới một sự kiện, hắn đem một ngọc bài đưa cho Mặc Họa, đây là ngọc phù thân phận của khố phòng, bên trong có hơn 1 vạn khối linh thạch, đều là cho ngươi, ngươi có rảnh đi lĩnh. Mặc Họa ngây ngẩn cả người, hơn 1 vạn miếng, đều cho ta sao? Du trưởng lão gật đầu, những thứ này là cho ngươi dùng để trúc cơ. Du trưởng lão nhìn Mặc Họa, thần sắc có chút áy náy, đáng lẽ phải cho ngươi nhiều hơn một chút, không có trận pháp mà ngươi vẽ, ngày tháng của tán tu ở Thông Thiên Thành sẽ không tốt, Hắc Sơn trại cũng không trừ được, chỉ là phải dời thành, linh thạch tiêu hao nhiều hơn một chút, chỉ có thể cho ngươi như vậy. Mặc Họa lắc đầu, đã rất nhiều rồi. Mặc Họa tiếp nhận ngọc bài, cảm thấy rất nặng, vừa muốn nói cái gì, Du trưởng lão lại cắt ngang hắn, ngươi đừng nói với ta mấy lời nói dối ngươi không muốn, bất luận là ai, cho ngươi linh thạch ngươi liền cầm, có linh thạch không cần chính là ngu xuẩn. Mặc Họa cầm ngọc bài, chẳng biết tại sao lại có chút áy náy. Du trưởng lão vỗ vỗ bờ vai của hắn, bất luận ngươi chọn như thế nào, đều chỉ cần ưỡn thẳng ngực, đường đường chính chính mà làm, ngươi không thua thiệt bất luận kẻ nào. Mặc Họa khẽ gật đầu, lòng đầy tâm sự rời đi. Nhìn bóng lưng Mặc Họa rời đi, Du trưởng lão có chút không nỡ, nhưng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi. Mặc Họa đã giúp bọn họ rất nhiều, bọn họ không thể lại liên lụy đứa bé này. Hắn nên đi thiên địa rộng lớn hơn, học tập trận pháp cao thâm hơn, tìm kiếm thiên đạo lâu dài hơn, mà không phải cùng những tán tu cùng khổ như bọn hắn lăn lộn cùng một chỗ, như vậy là không có đường ra. Chuyện đại yêu này, vừa vặn là một cơ hội. Du trưởng lão lại quay đầu, nhìn thoáng qua luyện khí hành cùng luyện đan hành trống rỗng, trong lòng hoảng hốt. Tất cả những điều này, như đang ở trong mộng. Công chiếm linh quán, xây dựng luyện khí hành cùng luyện đan hành, để cho sinh hoạt của tán tu giàu có, phảng phất như là một giấc mộng. Tiêu diệt Hắc Sơn trại, trừ đi uy hiếp của tà tu, thậm chí đào ra nền tảng, bắt được lão tổ Tiền gia, triệt để trừ họa lớn trong lòng, lại là một giấc mộng khác. Vốn dĩ mọi thứ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, vốn cuộc sống của bọn họ có thể càng ngày càng tốt, nhưng bây giờ, tất cả đều thành bọt nước. Tựa như mơ một giấc mộng. Mộng tỉnh, bọn họ sẽ rời xa quê hương, Thông Thiên Thành này có khả năng cũng không còn tồn tại. Du trưởng lão thở dài thật sâu, vẻ mặt cay đắng. Tán tu mệnh khổ a, những tán tu bọn họ, thậm chí không dám hy vọng xa vời trường sinh, chỉ là muốn sống thật tốt, an an ổn ổn sống 100-200 năm, làm sao lại khó như vậy chứ? Mặc Họa lại đi một vòng, thấy một vòng người quen, về đến nhà sau đó ngồi ở trong sân trầm mặc không nói. Tất cả mọi người muốn đi. Du trưởng lão, Du Thừa Nghĩa và Du Thừa Vũ, còn có 2 thúc thúc khác là Liệt Yêu Sư Thúc Thúc và Bá Bá quen biết. Một nhà Quý Bá Bá, một nhà Mạnh Thúc Thúc, một nhà Sở Đại Thúc. Trần sư phụ của luyện khí hành, hắn không có con cái, cũng sẽ cùng dời thành theo. Phùng lão tiên sinh tuổi đã cao, hơn nữa đức cao vọng trọng, nhiều năm như vậy luyện đan cứu người, không ít người niệm ân tình của hắn, tự nhiên cũng có đường ra khác. Nhưng hắn lo lắng tán tu dời thành, trên đường đi không có đan sư trông nom, gặp được độc chứng tàn tật, không biết sẽ chết bao nhiêu người, liền cũng dự định đi theo, người khác khuyên không được, cũng không ai dám khuyên. Ba người Đại Hổ chơi với Mặc Họa từ nhỏ đến lớn, còn có Đại Trụ giúp Mặc Họa đánh nhau, cùng với Đại Bình quen biết, bọn họ cũng muốn đi theo cha mẹ rời đi, cha mẹ hẳn là sẽ ở bên cạnh mình, thế nhưng những người khác, những người quen thuộc Mặc Họa này, cùng lớn lên với Mặc Họa, hoặc là nhìn Mặc Họa lớn lên. Mặc Họa đã từng trợ giúp, cũng từng bảo vệ bọn họ. Đều sẽ rời khỏi Thông Thiên Thành, đi lên một con đường không biết, đến một nơi xa lạ, một lần nữa trải qua cuộc sống gian khổ. Có lẽ ăn gió nằm sương, có lẽ đói khổ lạnh lẽo, có lẽ sẽ lại chịu gia tộc, tông môn, thậm chí đạo đình ti ức hiếp. Mà mình đại khái sẽ không đi cùng bọn họ. Mình sẽ đi lên một con đường hoàn toàn khác với bọn họ. Mặc Họa yên lặng suy tư. Thần thức không có bình cảnh, lại có đủ nhiều linh thạch, tương lai không lâu, mình có thể trúc cơ. Mình có thể chọn một gia tộc hoặc là tông môn, thậm chí là đạo đình ti hoặc là đạo binh ti đầu nhập vào, an an ổn ổn tu luyện, thẳng đến trúc cơ, sau đó triển vọng kim đan, lại từng bước một, học tập trận pháp cao thâm hơn, tìm kiếm cảnh giới cao hơn. Con đường phía trước của tán tu tràn đầy bụi gai, mà con đường phía trước của mình, sắc màu rực rỡ. Nhưng mà, đây thật sự là thứ mình muốn sao? Mặc Họa lại nhịn không được để tay lên ngực tự hỏi. Chính mình học trận pháp, rốt cuộc là vì cái gì? Bản thân đã thay đổi một số thứ, nhưng kết quả vẫn không thay đổi gì. Trước mặt đại tai, lần này có thể chỉ lo thân mình, nhưng lần sau thì sao? Mỗi lần gặp phải khó khăn, có phải đều sẽ chỉ lo thân mình như vậy hay không? Cứ thế mãi, liệu ta có trở nên lạnh lùng chết lặng không? Có thể quên mất sơ tâm, đánh mất bản tâm, mất đi đạo tâm, từ đó hoàn toàn biến thành một người ích kỷ tự lợi hay không? Bản thân như vậy, thật sự có thể thành tiên sao? Thật sự có thể sao? Thật sự có thể tìm kiếm được chân lý của trận pháp, lĩnh ngộ được đại đạo cuối cùng sao? Nếu như đạo tâm bị lạc, dù công thành danh toại, lại có thể tìm kiếm trường sinh chân chính sao? Mặc Họa nhất thời nghĩ không ra, liền nằm ở trong sân, ngửa đầu nhìn trời. Đạo tâm của ta là cái gì? Đạo mà ta tìm kiếm là cái gì? Ta nên làm gì? Bầu trời cao xa, chân trời mênh mông, như ẩn chứa sinh cơ và đạo lý vô cùng vô tận. Nếu có đạo, như vậy thiên đạo sẽ hiện ra. Nếu có đại trận, như vậy đại trận thiên đạo chính là đại trận chung cực. Mà đây mới là thứ mà một trận sư nên theo đuổi. Con mắt Mặc Họa dần dần sáng ngời. Đi ngàn dặm, bắt đầu ở dưới chân. Ta không thể bày ra loại đại trận thông thiên triệt địa này, dùng pháp tắc thiên đạo, chế hành tu sĩ thiên hạ, để tu giới sinh sôi nảy nở, sinh sôi không ngừng. Như vậy ta liền bắt đầu từ đại trận nhất phẩm đơn giản nhất, nghĩ biện pháp học được, cũng bày ra tòa đại trận nhất phẩm thứ nhất, tru một phương đạo nghiệt, bảo vệ một tiên thành an bình. Mặc Họa dần nghĩ thông suốt, thần sắc dần dần kiên định, ánh mắt sáng như sao. Hắn nằm ở trong sân, vươn tay về phía bầu trời. Bàn tay nho nhỏ, tự hồ muốn nắm lấy toàn bộ thương thiên. Mặc Họa quyết định, hắn muốn xây đại trận, giết Phong Không, hắn tự có đường ra, nhưng hắn cũng muốn cho tất cả tán tu một đường ra, để mọi người không cần xa xứ, lang bạc kỳ hồ. Chủ ý đã định, Mặc Họa liền bắt đầu cân nhắc phải làm như thế nào. Trận pháp của đại trận rất lớn, là một công trình tu đạo cực kỳ lớn. Vừa khó học, vừa khó xây dựng. Trang Tiên Sinh nói cho hắn biết đủ loại khó khăn khi xây dựng đại trận, chưa chắc đã bảo hắn rút lui, ngược lại có thể là để hắn suy xét càng thêm cẩn thận, trù tính càng thêm chu toàn. Đại trận cần nhân lực và vật lực, nhưng trước đó, cần nhất chính là thời gian. Muốn tạo dựng đại trận cần thời gian, chính mình đi học đại trận cũng cần thời gian. Không có thời gian, tất cả đều không thể nào nói đến. Mặc Họa đi tìm Dương Thống lĩnh trước, hỏi Dương Thúc Thúc, bao lâu nữa con heo kia có thể luyện hóa huyết khí? Dương Thống lĩnh dẫn dắt đạo binh, đóng quân ở ven núi sâu, thời khắc đều lưu ý hướng đi của đại yêu, nghe vậy suy nghĩ một chút, chậm rãi nói đại khái khoảng 2 tháng. 1-2 tháng sau Mặc Họa nhíu mày. Học được đại trận, cũng xây dựng đại trận, thời gian này hẳn là không đủ. Bất quá Mặc Họa đồng thời lại có chút nghi hoặc, không khỏi hỏi, luyện hóa huyết khí của đại yêu đều phải mất thời gian lâu như vậy sao? Lão tổ Tiền gia ăn chuyển thọ hóa nguyên đan, không đến nửa canh giờ, tu vi đã bắt đầu dần dần tăng lên. Chẳng lẽ con heo này tiêu hóa không tốt? Dương Thống lĩnh trầm ngâm nói, bình thường mà nói, không cần lâu như vậy. Nhưng con Phong Không này có chút đặc thù, nó không phải dựa vào chính mình ăn thành đại yêu, mà là bị người cưỡng ép đút ra. Huyết khí trong cơ thể nó cực kỳ hỗn tạp, căn bản không phải là của chính nó, cũng chưa từng bị nó luyện hóa qua, cho nên hiện tại luyện hóa cần thời gian lâu hơn một chút. Hơn nữa Phong Không này còn chết qua một lần, vậy thì càng cần tiêu hóa huyết khí, để duy trì sinh cơ của mình. Dương thống lĩnh nhìn huyết khí trong thâm sơn, thần sắc ngưng trọng nói, nhưng một khi nó luyện hóa xong, khôi phục sinh cơ, bắt đầu ăn, vậy thì phiền phức lớn rồi. Mặc Họa cũng nhíu mày hỏi, có biện pháp kéo dài thời gian một chút không? Dương thống lĩnh gật đầu, qua một lúc nữa, đạo binh ti còn sẽ phái chút thống lĩnh trúc cơ kỳ tới, chúng ta sẽ liên thủ quấy rầy Phong Không, làm chậm tiến độ luyện hóa của nó, tranh thủ thời gian cho tu sĩ Thông Thiên Thành dời thành. Có thể trì hoãn bao lâu, chắc là 1 tháng. Vậy thì còn có thời gian 2-3 tháng, thời gian hẳn là miễn cưỡng đủ dùng. Mặc Họa khẽ gật đầu, vậy thì tốt. Dương thống lĩnh sửng sốt, cái gì còn tốt, không có gì, Dương thúc thúc người bận đi. Mặc Họa nhận được tin tức, khoát khoát tay, sau đó chạy nhanh như chớp. Dương thống lĩnh nhìn bóng lưng Mặc Họa, không nhịn được nói thầm, đứa nhỏ này, không biết lại đang làm cái gì, nhưng bất kể làm gì, cũng đều không thể làm nên chuyện gì. Dương thống lĩnh quay đầu, nhìn huyết khí màu đỏ thẫm trong thâm sơn, trong huyết khí, ẩn giấu khí tức đại yêu, làm lòng người sợ hãi. Luồng khí tức này cũng đang dần dần sâu hơn. Con trư yêu này, rõ ràng đã chết, vậy mà lại sống lại, đạo nghiệt hướng tử mà sinh, hắn còn là lần đầu tiên thấy, cũng là lần đầu tiên nghe nói. Dương thống lĩnh thở dài, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Mặc Họa lại thở phào nhẹ nhõm. Thời gian 2-3 tháng, mặc dù vô cùng khẩn trương, nhưng cũng đủ để thử một chút. Đầu tiên, hắn phải học được đại trận. Đây là tiền đề của tất cả, nếu không tất cả đều là nói suông. Mặc Họa lập tức chạy đi tìm Trang Tiên Sinh, khuôn mặt nhỏ nhắn trịnh trọng nói, Tiên Sinh, ta muốn học đại trận. Trang Tiên Sinh có chút bất ngờ, điều hắn bất ngờ không phải là Mặc Họa muốn học đại trận, hắn bất ngờ là Mặc Họa vậy mà nhanh như vậy đã quyết định xong. Ngươi đã suy nghĩ rõ ràng, Mặc Họa gật gật đầu, suy nghĩ kỹ rồi. Đại trận là yêu cầu cuối cùng của trận sư. Trận sư không muốn xây dựng đại trận, không phải là trận sư tốt. Hắn đã muốn làm trận sư, vậy sớm muộn sẽ có một ngày phải đi lĩnh ngộ đồng thời xây dựng đại trận. Không chỉ như thế, hắn muốn làm, là chủ trận sư của đại trận. Là đại trận chủ đạo thiết kế cùng với xây dựng, trận sư hạch tâm nhất, mà không phải chỉ là trận sư bình thường tham dự xây dựng đại trận. Nhưng xây dựng đại trận rất khó, cần tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực. Bình thường mà nói, nhân tuyển chủ trận sư cũng là lựa chọn tỉ mỉ, cực kỳ thận trọng. Hoặc là đức cao vọng trọng, hoặc là gia học sâu xa, hoặc là trận học lớn lao, hoặc là tiếng lành đồn xa. Cùng lúc đó, tất nhiên phải có kinh nghiệm chủ kiến đại trận. Những điều kiện này đều không dính dáng gì đến Mặc Họa. Rời khỏi Thông Thiên Thành, không có bất kỳ thế lực nào sẽ nguyện ý mạo hiểm phiêu lưu thật lớn, mời trận sư xuất thân tán tu như hắn đi chủ đạo xây dựng một tòa đại trận quy mô to lớn, thể lượng to lớn. Trước mắt là cơ hội đầu tiên của hắn, không phải lý luận suông, mà là có thể tự mình học tập cũng thử tạo dựng đại trận. Nếu như bỏ lỡ, cơ hội đầu tiên này rất có thể chính là cơ hội duy nhất của hắn trong kiếp này. Vạn sự khởi đầu nan. Chỉ cần có kinh nghiệm chủ kiến đại trận nhất phẩm, là có thể từng bước một đi lĩnh ngộ đại trận phẩm giai cao hơn. Nhưng nếu bước đầu tiên không bước ra, không có kinh nghiệm chủ kiến đại trận, rất có thể cả đời đều vô duyên với đại trận. Cho nên bất kể là vì mình theo đuổi trận pháp, hay là vì tán tu Thông Thiên Thành, hắn đều phải bước ra một bước này. Cho dù không thành công, cũng phải cố gắng hết sức. Mặc Họa vẻ mặt kiên định, trong lòng Trang Tiên Sinh cảm thấy hơi vui mừng, nhưng hắn vẫn nhắc nhở đại trận rất khó học. Khó học cũng phải học. Mặc Họa kiên trì nói. Thật sự muốn học. Trang Tiên Sinh vẻ mặt có chút thâm sâu. Muốn, nếu như không học được thì sao? Mặc Họa thản nhiên nói, nếu như học không được, đó chính là đệ tử năng lực không đủ, không có gì để nói, nhưng nếu như ta không đi học, đó chính là sợ hãi trận pháp, đạo tâm nhát gan, rất khó đi xa được trên phương diện trận pháp. Trang Tiên Sinh khẽ vuốt cằm, mặt lộ vẻ khen ngợi. Mặc Họa thấy vẻ mặt Trang Tiên Sinh, thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại lặng lẽ nói, Tiên Sinh, thật ra ta có thể học được đại trận. Trang Tiên Sinh khẽ giật mình, làm sao ngươi biết? Mặc Họa giải thích nói, nếu như ta thật sự không học được, vậy Tiên Sinh ngay từ đầu sẽ cự tuyệt ta, mà không phải để cho ta trở về suy nghĩ kỹ càng. Nếu ngài đã để ta suy xét, vậy thì chứng tỏ đó là chuyện trong phạm vi mà ta có thể làm được. Trang Tiên Sinh bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lấy ra một bộ 10 ngọc giản, đặt lên bàn, nghiêm mặt nói đây là ngọc giản của đại trận. Ánh mắt Mặc Họa sáng lên, chính mình đoán không sai, Trang Tiên Sinh quả nhiên đã sớm chuẩn bị xong. Trước khi học đại trận, có vài thứ ta phải nói rõ ràng với ngươi trước. Trang Tiên Sinh nói. Mặc Họa ngồi nghiêm chỉnh, chuyên tâm nghe. Trang Tiên Sinh hỏi trước, đại trận là cái gì? Là phục trận phức tạp hơn, to lớn hơn. Điểm ấy Trang Tiên Sinh đã nói qua với hắn, Mặc Họa vẫn nhớ rất rõ ràng. Vậy phục trận thì sao? Lấy trận xu trù thống kết đơn trận, từ đó hình thành trận pháp phục hợp. Phục trận và đơn trận bản chất khác nhau là cái gì? Trận xu khác nhau. Trang Tiên Sinh khẽ vuốt cằm, trận xu đơn trận đơn giản, trận xu phục trận phức tạp, trận xu đại trận càng thêm phức tạp. Cụ thể phức tạp ở đâu? Mặc Họa không khỏi hỏi. Trận xu đơn trận, cần liên kết trận văn, trận xu phục trận, cần liên kết đơn trận, mà đại trận trận xu, cần liên kết, là lượng lớn đơn trận. Điều này dẫn đến trụ cột đại trận cần thần thức càng mạnh, liên kết đơn trận càng nhiều, linh lực quỹ tích càng phức tạp, đồng thời còn phải cân nhắc đến vấn đề đại trận trụ cột cùng đơn trận kim dung. Mặc Họa cẩn thận suy nghĩ, sau đó nói, cho nên hạch tâm của đại trận kỳ thật vẫn là trận xu, chỉ cần có thể nắm giữ tốt trận xu, khiến linh lực khơi thông, đơn trận kim dung, có phải là có thể nắm giữ đại trận hay không? Trang Tiên Sinh gật đầu, xem như là vậy. Những thứ này khó ở chỗ nào? Thần thức. Thần thức vẫn là vấn đề đầu tiên sao? Trang Tiên Sinh gật đầu, tất cả vấn đề của trận sư, xét đến cùng đều là vấn đề thần thức không đủ. Mặc Họa có chút may mắn thần thức của mình cũng tạm được. Mặc dù thần thức của mình cũng chỉ có chút sở trường ấy, ngay sau đó Mặc Họa lại yếu ớt nói, trúc cơ thần thức đủ sao? Trúc cơ thần thức đủ, nhưng cũng rất miễn cưỡng. Trang Tiên Sinh giải thích, thần thức hư vô, không thể đo lường chính xác, chỉ có thể tham khảo đại khái. Căn cứ khách quan nhất là dựa theo tiêu chuẩn tham chiếu của trận sư, lấy số lượng trận văn lúc thần thức hao hết vẽ ra, để quyết định thần thức mạnh yếu. Nhưng dù vậy, tiêu chuẩn tham chiếu này cũng rất khó tinh tế hóa chính xác. Điều này dẫn đến việc nhìn bề ngoài, hai trận pháp đều yêu cầu thần thức thập văn, nhưng có trận pháp đơn giản, thực tế vẽ ra, thần thức yêu cầu kỳ thật không đến thập văn, nhưng có trận pháp dị thường phức tạp, nếu thật sự vẽ ra, thần thức tiêu hao lại viễn siêu thập văn, nhưng lại không đến tình trạng thập nhất văn. Đại trận chính là thuộc về loại khởi đầu của thập văn thần thức, nhưng bởi vì quá mức phức tạp, cần nhiều loại trận pháp thần thức hơn. Thập văn thần thức cất bước, Mặc Họa yên lặng lẩm bẩm. Hơn nữa nghe còn phức tạp như vậy, Mặc Họa có chút đau đầu. Cho nên giống như ta nói. Trang Tiên Sinh nhìn Mặc Họa, chậm rãi nói, đại trận nhất phẩm, thật ra căn bản cũng không phải là cho trận sư nhất phẩm học. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.